Hello, chào các bác. Các bác xem kênh yêu quý em thì cho em xin một nút like nhé. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Hãy xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Các bác đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhé, để cập nhật các cái video bên em đăng tải lên. Đấy, mã sản phẩm đầu tiên bên em thanh lý cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop còn hai cái gối massage. Đấy, gối massage hàng 8 bi nhá. Con này thì dùng bình thường. Đấy, đơn giản là nó mất vỏ hộp thôi. Nó mất vỏ hộp thì bên em sẽ xả thanh lý cho các bác cái giá đó là 100.000 nhá. 100.000 cho một con gối massage như này. Đấy, nó chỉ mất vỏ hộp thôi các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là gối massage nhá. Đấy, gối massage giá nó sẽ là 100.000. Còn bác nào lấy cái loại mà có cả vỏ hộp ngon lành thì nó sẽ là 170.000 nhá. 170.000 cho một con gối massage như này. Dòng gối massage 8 bi giá thanh lý nhá. Tiếp theo thì bên em có cái đó là cái dây cái này để các bác dán vào để các bác dẫn dây điện cho nó thẳng vào hàng và lối này. Đấy, cái này các bác lên cho em là nẹp dây điện nhá. Nẹp dây điện thì em có hai túi thôi. Mỗi túi này bán thanh lý cho các bác với giá đó là 20.000 cho một túi như này. Một túi này nó vào khoảng là vài chục cái nhá. Nó sẽ có cái miếng dán này, các bác bóc cái miếng dán này ra này. Đấy, bóc cái miếng dán này ra, sau đó thì các bác dán lên tường, dán lên tủ tiếp các thứ đấy. Sau đó các bác nhét cái dây điện vào đây cho em, nhét cái dây điện vào đây cho em nhá. Đấy, lên mã giúp cho em là nẹp dây điện nhá. Đấy, em còn có hai túi thôi. Giá bán thanh lý cho bác với giá đó là 20.000 cho một túi nẹp dây điện như này nhá. Nẹp dây điện 20.000 một túi. Tiếp theo thì bên shop thanh lý cho các bác cái mã quạt phun xương này. Đấy, con này thì nó sẽ là dòng quạt phun xương như này. Đấy, con này bên em đang bán là 380.000. Đấy, riêng con này thì nó lỗi một chút là cái đấy, nó lỗi một chút là cái đấy, hai quạt chạy bình thường nhá. Đấy, nó chỉ lỗi một chút là cái đèn của nó nhiều lúc nó có một con đèn led ở đây thì nhiều lúc nó lên nó không tắt nhá. Đấy, chứ còn là tất cả các chức năng hoạt động bình thường. Giá thì bên em thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là quạt phun xương. Đây, xương đang phun ra đây. Con này thanh lý cho bác với giá đó là 230.000 nhá. 230.000, yêu cầu các bác là chuyển khoản hết bên em mới gửi hàng các bác nhá. 230.000. Đó. Tiếp tục một số cái mã hàng mới bên em nhá. Đầu tiên thì sẽ về cho các bác sản phẩm đó là cái cần câu nhá. Cành này thì nó sẽ là 2m7 các bác. Cành câu 2m7. Con này thì hàng cực kỳ chất cho các bác luôn. Cành câu 2m7 các bác nhá. Đấy, có bao đựng đàng hoàng. Đây, 2m7 này. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em là cành câu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 120.000 cho con cành câu như này thôi. Giá 120.000 này, xoáy ra cho em này. Đấy. Đây, đấy đầu cành của nó đây. Rất ngon luôn các bác nhá. Chiều dài của nó sẽ là 2m7 các bác nhá. Đấy. Chiều dài của nó là 2m7 các bác này. Đấy, 2m7. Đây, con cành câu như này. Con này thì test cái độ mềm của nó thì rất tốt luôn các bác này. Đấy, test độ mềm của nó rất là tốt luôn. Đó. Rất là ngon nhá. Nhỏ nhẹ các bác dùng để câu các loại cá cơ bản thì rất là ok luôn nhá. Các loại cá cơ bản cho em rất là ok. Đó. Một con cần câu như này giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Đấy, các bác lên cho em là cành câu Nhật nhá, cành câu Nhật. Giá sẽ là 120.000 cho một con cành câu như này, 120.000. Hàng thì siêu chất lượng cho các bác luôn. Hàng chất lượng nhá. Giá thì rất hợp lý rồi. Giá rất hợp lý cho các bác luôn. 120.000 cho con cần câu như này thôi. Đó. Cái chiều dài cố định của nó thì nó sẽ là vào khoảng là đi 60 cm nhá. Chiều dài cố định của nó thì vào khoảng 60 cm rồi các bạn. Đấy, con này thì nói chung là dùng thì rất là sướng luôn. Đấy, rất sướng luôn. Đây. Đấy, nhỏ gọn tiện ích. Chất liệu của nó thì nó sẽ là từ sợi carbon nhá. Làm từ sợi carbon cho nên là rất là bền đẹp chắc chắn luôn. Lên mã giúp cho em nó là cần câu nhá. Giá sẽ là 120.000 cho một con cần câu này thôi. 120.000 cho con cần câu Nhật như này. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng bên em cũng về được có mấy chiếc thôi. Mấy chiếc thôi các bác nhá. Đấy, rất nhỏ gọn luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái một cái mẫu sản phẩm đó là cái các bác lên cho em là chuông báo trộm nhá. Chuông báo trộm giá thì chỉ có cho các bác là 30.000 cho một cái bộ chuông báo trộm này thôi. 30.000 cho một bộ nhá. Nếu mà bác nào mà mua 5 bộ thì bên em sẽ tặng một. Đấy, 30.000 một bộ, mua 5 bộ tặng một này. Cái này thì nó sẽ sử dụng cái pin con thỏ nhỏ như này và bên em bán thì không kèm pin nhá. Về nhà bỏ cái đèn này vào cái chỗ của nó này, xong là lúc nào soạn thì nhặt trước đi. Không có vỏ không được. Một cái thôi. Ừ. Đây các bác lắp cho em cái pin con thỏ nhỏ này vào này. Đấy, đây. Đấy. Đấy, thì ở đây nó sẽ là có công tắc đây. Các bác bật cho em có nút on, nút off nhá. On, off đây các bác bật lên cho em này. Đấy. Và khi mà các bác sử dụng thì các bác chỉ cần là bóc ra sau dán vào, xong đó là khớp hai cái mũi tên này vào cho em này. Đấy, khớp hai cái mũi tên này vào như này.
Đấy, thì các bác để cho em ở hai cái cánh cửa này, cánh cửa cánh cổng này có cái sự liên kết như này. Đấy, bỏ ra là nó sẽ hú này. Đấy, các bác thấy không? Còi của nó kêu rất là to luôn, còi kêu rất là to luôn. Thì các bác cứ sử dụng ban đêm cho em, ban ngày các bác tắt đi. Đấy, ban ngày khi mở cửa ra các bác tắt đi, ban đêm khi khóa cổng khóa cửa vào thì các bác lại bật lên cho em. Đó. Và để vào như này. Đấy, khi đóng cửa vào là nó sẽ kết nối như này. Mở ra nó sẽ kêu. Đó, các bác thấy không? Kêu rất là to luôn. Thì con này rất là tiện ích nhá. 30.000 một chiếc và mua 5 tặng 1. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là giá của nó sẽ là 30.000 một chiếc nhá. Mua 5 tặng 1 các bác nhá. Đấy, có cái nút on ở đây. Đây các bác này. Đấy. Khi mà các bác đóng cửa vào nó sẽ như này, mở cửa ra nó sẽ kêu. Đấy, rất tiện ích luôn. Đó. Đấy các bác thấy không? Rất nhạy nhá, rất nhạy luôn và kêu rất là to luôn. Nhạy lắm các bác. Vừa nhạy vừa kêu to luôn thì nói chung là con này dùng thì siêu tiện ích luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 30.000 một chiếc thôi, giá siêu rẻ luôn. Đấy các bác mua 5 thì bên em sẽ tặng 1. Đấy, nhà các bác nào nhiều cửa, nhiều cổng thì các bác lắp vào cho em. Đấy. Các bác lắp vào cánh cổng, cánh cửa, cánh tủ đều được hết nhá. Giá của nó sẽ là 30k. Đây em sẽ cho các bác xem một cái video thực tế nữa. Sản phẩm tiếp theo đó là hôm nay bên shop tiếp tục về cho bác cái sản phẩm đó là cái con mũ ếch này, mũ ếch. Chất lượng của nó thì nó sẽ là chất liệu là bằng vải dù nhá, bằng vải dù như này. Đấy, nó sẽ là vải dù dạng vải kaki quân đội rất là đẹp luôn. Đường kim mũi chỉ này, rất sắc nét luôn. Đó, rất là đẹp như này. Lên mã giúp cho em đó là mũ ếch nhá, mũ ếch. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là giá sẽ là 80.000 cho con mũ ếch như này nhá. Giá của nó sẽ là 80k. Hàng thì cực kỳ là đẹp cho các bác luôn. Rất đẹp các bác ở đây. Đấy, rất đẹp như này các bác này. Rất đẹp. Chất liệu của nó này, đường kim mũi chỉ này, khuy đồng nhá, rất đẹp cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 80k cho con mũ ếch như này nhá. Lên cho là mũ ếch giá 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đồ nghề mini nhá. Chiều dài của nó thì vào khoảng 40 cm. Đấy, chiều dài khoảng 40 cm cũng khá là dài luôn. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 18-20 cm, chiều rộng thì vào khoảng là 15 cm. Đây. Rất to rộng luôn, có quai sách quai đeo như này thì các bác có thể dùng để mình đựng các cái đồ nghề như là dao búa kìm kéo này, hoặc là mang đi du lịch này. Đấy, mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn nhá, có cả ngăn phụ bên ngoài nhá, có ngăn phụ bên ngoài cho các bác luôn. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn. Khóa thì nó sẽ là tay nắm bằng đồng như này, rất đẹp cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là túi đồ nghề mini, giá sẽ là 100k nhá, 100k cho một con túi đồ nghề mini nhá. Giá của nó sẽ là 100k. Đó, túi đồ nghề mini 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dòng túi này. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng túi như này các bác này. Đấy, một cái dòng túi như này. Thì con này khá là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Túi rất là đẹp và tiện ích cho các bác luôn nhá. Đấy. Ở đây thì cái chiều cao của nó thì được vào khoảng là gần 30. Đấy. Chiều cao thì gần 30. Chiều rộng của nó thì cũng phải vào khoảng 15 và rất là nhiều ngăn luôn. Đấy, con này thì nó sẽ là một cái con túi đa di năng luôn nhá. Đa di năng rất là rộng luôn. Đây các bác này. Đấy. Rất là rộng luôn và rất là nhiều ngăn luôn nhá. Đấy, rất nhiều ngăn như này. Đấy, đây các bác nhá. Đó, rất nhiều ngăn luôn các bác này, rất nhiều ngăn luôn. 1 ngăn này, 2 ngăn này, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn nhá. Đấy, 5 ngăn cho các bác luôn. 5 ngăn thoải mái sử dụng này. 1 ngăn này, 2 ngăn này, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn nhá. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là 5 ngăn, 6 ngăn này. Đấy, 7 ngăn nhá. Lên cho em là túi 7 ngăn nhá. Đấy, túi 7 ngăn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho một con túi 7 ngăn như này thôi, 100k nhá. Lên mã giúp cho em là túi 7 ngăn, hàng của Nhật nhá, quân đội Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, lên cho em là túi 7 ngăn nhá, túi 7 ngăn này. Túi 7 ngăn, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho con túi 7 ngăn như này, giá sẽ là 100.000. Đây, hàng cực đẹp cho bác luôn. Chất liệu của nó thì nó là sẽ là vải xanh quân đội này, 1 ngăn này, 2 ngăn này, đấy, 3 ngăn này, 4 ngăn này, 5 ngăn và 2 ngăn bên hông nữa là 7 ngăn. To dài đẹp cho các bác luôn. Đấy, cái chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là 35. Đấy, chiều cao thì vào khoảng là gần 30. Đấy, và chiều rộng thì vào khoảng là 15. Nói chung là to lắm. Con này thì đựng được khá nhiều đồ luôn. Mang đi du lịch, đi học, đi phượt, đi làm, đi chơi đều ok hết nhá. Bên trong có lớp lót mềm như này, các bác có thể để iPad cái thứ đều ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm nữa là cái đồng hồ vuông kế, giá sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho em đồng hồ vuông kế như này. Đây. Đấy, nó sẽ là một con đồng hồ vuông kế như này, giá sẽ là 90k. Có cả lẫy liếc cho các bác đàng hoàng nhé, có cả đầu thử điện nhá. Đấy, nó sẽ đo ôm, đo vôn kế, đo AC, đo các kiểu con là điều luôn. Lên cho em là đồng hồ vôn kế, giá sẽ là 90.000 một con đồng hồ như này thôi, 90k. Đấy, các bác nào làm thợ, làm nghề hoặc là mua về để mình sửa chữa lặt vặt dùng con này cũng rất là ok luôn. Đồng hồ vôn kế giá sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái mã bật lửa Zippo, nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc này. Đấy. Bật lửa Zippo Mỹ, giá thì chỉ có cho các bác là
95.000 thôi. Đây, đấy, Liverpool này, USA này, đấy rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu vàng và màu bạc như này, rất đẹp cho các bác luôn. Đó. Màu vàng, màu bạc như này giá thì chỉ có 90k cho một con bật lửa như này thôi. 90.000 các bác nhá. Đây, hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện chưa qua sử dụng các bác này. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Các bác thấy không? Đó. Rất đẹp luôn các bác nhá. Đó. Đây. Đấy, về nhà thì các bác châm dầu vào cho em. Châm dầu vào cho em nhá. USA, hàng của Mỹ như này nhá. Hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo Mỹ nhá. Zippo Mỹ. Đây. Đấy. Hàng made in USA này, made in USA nhá. Đó, made in USA. Đấy, các bác thấy không? Rồi, Zippo. Giá sẽ là 90.000 cho một con bật lửa Zippo này thôi. Giá thanh lý cho các bác, giá cực kỳ tốt luôn. Lên mã giúp cho em là bật lửa Zippo, giá sẽ là 90k nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bật lửa Zippo này. Đó. Bật lửa Zippo. Zippo Mỹ, giá sẽ là 90k nhá. 90k một con. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái khay các bác lên cho em là khay cà phê, một con khay cà phê như này. Đấy. Thì nó cũng có rất là nhiều các cái hình thù rồi kiểu dáng khác nhau. Đấy, rất là đẹp luôn. À, kiểu dáng thì nó chỉ có một kiểu dáng thôi. Chiều dài của nó thì vào khoảng 25 cm, chiều ngang thì vào khoảng 15 cm. Đấy, rất đẹp cho các bác luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là khay cà phê, giá sẽ là 25k nhá. 25k cho một con khay cà phê như này. 25.000 cho một con khay cà phê như này các bác này. Đấy, 25.000 một khay. Rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là khay cà phê, giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ghế hơi. Đấy, khi bơm lên thì nó sẽ như này. Đấy, thì bên em bán nguyên ghế không sẽ là 350.000 và bao ship nhá. 350k và bao ship. Nếu các bác muốn mua thêm cả cái vòi bơm nữa, cái ống bơm nữa thì sẽ là 50k cho một cái 80.000 cho một cái ống bơm. Đấy, còn nguyên kia mua cái máy bơm là 80.000, còn nguyên ghế này là 50.000 nhá, 350.000 nguyên ghế nhá. Khi bơm lên thì nó sẽ như này. Và đây là cái kích thước của nó đây. Đấy. Đây. Kích thước của nó đây các bác này. Chiều cao của nó là 86 phân, chiều dài của nó là 1m22 nhá. Đấy, chiều ngang của nó là 98 các bác này. Đấy, còn đây là con nhỏ đây, con nhỏ này của nó thì sẽ là 55 và cao 26. Chung là các bác nằm ngồi thoải mái luôn các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, bàn chải đánh răng của Hàn Quốc này. Đấy, hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đủ màu sắc nhá. Đủ các cái kiểu cho các bác luôn. Đó. Đủ màu các bác nhá. Đấy. Thì con bàn chải này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho 4 cái nhá. 20.000 cho 4 cái. 4 cái là bằng 20k nhá. Đấy, còn 10 cái là sẽ bằng 40.000, 10 cái là bằng 40k. Đó, và 30 cái thì là sẽ là 100.000 nhá. 30 cái một hộp này 100.000. 100.000 cho một hộp này luôn. Đó. 100.000 cho một hộp 30 cái này luôn nhá. 100.000 một hộp 30 cái. 10.000 là 40 cái. Đấy, 10 cái 40.000 và 4 cái là 20.000 các bác nhá. Đó. Giá cực rẻ luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc này. Các siêu thị nó đang bán 36.000 Việt Nam đồng đây. Đấy, Korea, Hàn Quốc. Đấy, rất mềm mại luôn nhá. Than tre hòa tính lông tơ mềm mại, dùng cực kỳ thích luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình đựng chè 2 lít nhá. Bình chè 2 lít như này. Đấy. Bình chè 2 lít. À, bình chè 2 lạng nhá. Đấy, bình đựng chè 2 lạng như này. Thì con 2 lạng này thì giá của nó sẽ là 2 lạng này sẽ là 90.000 này. 90.000. Và bên shop có con 4 lạng nữa. 4 lạng thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá. 130.000. Đấy, đây. Nó sẽ có cho các bác là hai màu này, màu vàng gold và màu đỏ, lấy cho anh cái 4 lạng. Đấy, màu vàng gold và màu đỏ như này nhá. Đó, có cả màu trắng inox luôn. Đấy, có cả màu trắng inox luôn các bác nhá. Đây. Màu này sẽ là màu trắng inox này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật, inox 304 không gì nhá. Đó. Cái bé này thì là bình 2 lạng, 100 à cái bé này là 90.000 này, 2 lạng, 90.000 có hai màu này. Đấy, ba màu này. Đấy, còn cái con này thì cũng có 3 màu như này nhá. Cũng có 3 màu như này, 4 lạng. Giá sẽ là 130.000. 130.000 cho con 4 lạng như này. Đấy. Giá cực kỳ tốt luôn. Ngoài các bác đựng chè này, các bác có thể đựng cà phê này, các loại hạt này, ngũ cốc cũng rất là ok, sạch sẽ này. Đấy, đựng thích lắm các bạn. Đấy. Giòn nó chặt lắm, đựng cà phê này, lạc này, ngũ cốc này, các loại hạt ok luôn. Đó, rất hợp lý nhá. Có màu vàng gold này, màu đỏ đô này và màu inox nhá, cũng 3 màu luôn. Giá sẽ là 130.000 cho con 2 lạng như này. Đó, 130.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lọc rác này. Đây, cái lọc rác này thì các bác đặt vào trong chậu rửa nhà mình thôi. Đặt vào chậu rửa nhà mình, sau đó thì
khi mà rác rưởi các thứ nó cặn ấy nó sẽ chảy xuống. Cái lọc truyền thống thì nó khá là mít và nó bị rát cơm, còn cái này lỗ nó nhỏ, nó không rát nhưng nó lại nhiều lỗ, nước chảy nhanh và sạch sẽ. Giá thì chỉ có 15k thôi, lên cho em là lọc rác inox 15.000 nhá. Tiếp theo thì sẽ là găng tay thức ăn nhá. Găng tay thức ăn thì sẽ là 20.000 cho một hộp như này. 20.000 hộp này, hộp này của nó thì từ 80 đến 100 chiếc. Đấy, từ 80 đến 100 chiếc. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nó sẽ là thuộc dạng là ni lông lụa nhá, ni lông lụa mềm. Nên là các bác dùng nó rất là thích này. Đấy. Khi mà các bác đeo vào thì thứ nhất là nó ôm tay này. Đấy. Thứ nhất là ôm tay, thứ hai là khi mà các bác sử dụng ấy thì nó khá là tiện ích luôn. Đây các bạn. Đấy, ôm tay. Đấy, nó chống rách rất là tốt luôn, chống rách rất là tốt luôn. Các bác có thể dùng để bóp thực phẩm, bóp thức ăn này rồi vệ sinh các kiểu luôn. Đó. Giá thì sẽ là 20.000 cho một 20.000 cho một hộp như này. Lên cho em là găng tay thức ăn nhá. 20k cho một hộp này thôi. 20.000 cho hộp găng tay thức ăn như này. Giá cực kỳ rẻ luôn. 80 đến 100 chiếc nhá. Tiếp theo thì sẽ là ô nhặt tự động nhá. Ô nhặt tự động như này. Một chiếc ô như này thì giá sẽ là 80.000. Đấy, bên shop về thì nó sẽ có đủ các màu như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên nhá. Đấy, các màu như này. Đây. Đấy, coi theo. Đó. Hàng này của nó thì nó sẽ là hàng 1 mét nhá. Đấy, nan của nó là nan kép rất là dày luôn. Đấy, thả lên bật xuống đều tự động này hết. Giá thì chỉ có 80k thôi. Các bác có thể để trên ô tô này. Đấy, để cốp xe rồi nói chung là để đâu cũng được. Đấy, nó nhỏ gọn tinh tế, nó rất là phù hợp để các bác có thể sử dụng và rất là tiện ích luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên là bên em đã bao ship. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Nhớ cho em xin một nút like và một nút đăng ký kênh các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái lô giày lính Mỹ nhá. Các bác lên cho em là giày lính Mỹ. Hàng này thì hàng của USA, hàng của Mỹ, mới tinh chưa qua sử dụng. Đấy, đây. USA các bác này. Đấy, USA Army, hàng của lính Mỹ này. Đấy. Cái phần đế này của nó thì rất là mềm luôn, có thể gấp gọn các bác này. Đây. Đấy các bác thấy không? Hàng cực chất luôn nhá. Đấy, hàng cực chất lượng luôn. Đế của nó sẽ là đế cao su và hàng đế này của nó là chống trơn trượt rất là tốt luôn. Chống trơn trượt rất là tốt các bác này. Đây. Đây. Nền đá hòa các bác này, đẩy nó không đi luôn các bác nhá. Đẩy nó không đi luôn các bác thấy không? Đó. Bám rất là tốt luôn, các bác thấy không? Đó, đẩy không đi luôn. Thì con này bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 390.000. Các bác lên cho em là giày lính Mỹ nhá, 390.000. Các bác đặt sai số thì các bác cái hàng này thì nó sẽ là hàng của Mỹ cho nên là cái cỡ chân của nó hơi to, cho nên là các bác đặt thì các bác cứ lùi lại cho em một cỡ là xong nhá. Đấy, ví dụ như là các bác chân 30 các chân 40 thì các bác cứ đặt cho em là cỡ 39 là xong, là ok, là về các bác đi vừa thôi chứ không có vấn đề gì cả. Hàng thì cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vải dù lính Mỹ này. Máy trần cực kỳ là kỹ luôn. Hàng đẹp, nói chung là hàng này thì các bác nhận hàng là ưng luôn, không thể chê vào đâu được nhá. Đấy, một con giày cực kỳ là chất lượng như này. Đấy, chất liệu của nó cực kỳ chất lượng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 390.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng, kiểm tra, đi thử và thanh toán giúp cho em. Lên mã giúp cho em đó là giày lính Mỹ nhá. Đấy, giày lính Mỹ. Đi thì nó cực kỳ là ôm chân, ôm form, ôm dáng và rất là đẹp luôn. Đó đây, chất liệu của nó này các bác này. Rất chất lượng luôn. Một cái con như này các bác có thể đi cho em là từ 3 đến 5 năm thoải mái luôn. Đi liên tục từ 3 đến 5 năm nhá. Hàng của lính Mỹ, nó đi rừng, đi đồi, đi đèo, đi núi, cho nên là hàng của quân đội thì cực kỳ yên tâm rồi. Lên cho em là giày lính Mỹ 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái mũ đây. Đấy, cũng là mũ của Mỹ luôn. Đấy, các bác lên cho em là mũ đại bàng nhá, mũ đại bàng. Giá của nó sẽ là 90k cho một con mũ đại bàng như này các bác này. Đấy, 90.000 cho một con mũ đại bàng như này. Hàng mới tinh các bác nhá, hàng mới tinh. Đấy, cũng là hàng của Mỹ luôn các bác này. Đấy, Earpod đây. Đó, lên cho em là mũ đại bàng nhá, mũ đại bàng, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giày dẫn chắc chắn, giá sẽ là 90.000 nhá. Đây, Earpod này, Earpod C này. Đó, lên cho em là mũ đại bàng, giá của nó sẽ là 90.000. Con này thì đội cũng cực kỳ là ôm form, ôm dáng, cực kỳ là đẹp luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mũ dàn di nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là mũ dàn di này. Đấy, cũng Earpod này. Đấy, USA Army các bác này. Đó, thì con này giá sẽ là 65.000 nhá. 65.000 cho một con mũ dàn di như này. Lên mã giúp cho em đó là mũ dàn di. Giá của nó sẽ là 65k nhá. 65k cho con mũ dàn di như này. Ngoài ra thì bên shop có các có cái mũ đó là
Con này thì các bác lên cho em là mũ mũ lính xanh nhá, mũ lính xanh. Đấy, mũ lính xanh. Đấy, mũ lính xanh con này thì sẽ là 65.000. Đấy. 65.000 cho con mũ lính xanh này. Con mũ lính xanh này là 65.000 này. Còn con mũ dàn di này cũng là 65.000 luôn. Đấy, thì nó sẽ là mũ lính xanh và mũ dàn di đều là 65.000 hết nhá. Hai mẫu này thì đều là 65.000 hết này. Các bác lên cho em là mũ lính xanh này, đấy, và mũ dàn di này. Hai con này thì đều là 65.000 một chiếc. Con này nó cũng màu xanh nhưng mà nó có hình con đại bàng, cho nên là các bác lên cho em là mũ đại bàng nhá. Giá sẽ là 90.000. Con này thì hàng form của nó đẹp hơn, dày dẫn hơn, cho nên là nó sẽ đắt hơn một chút là 90.000. Còn hai con là mũ lính xanh này và mũ dàn di này thì đều là 65.000 một chiếc hết nhá. Mũ lính xanh, mũ dàn di đều là 65.000 một chiếc. Tiếp theo thì bên shop có cho các bác sản phẩm đó là cái mũ cối này. Mũ cối nhá, mũ cối giá của nó sẽ là 140.000 cho một con mũ cối như này. 140.000 cho một con mũ cối này. Con này thì hàng của nó cực kỳ lâu đời luôn, tuổi đời của nó từ năm 1966 này. Đấy, 1966 đây. Đấy, chất liệu của nó thì bằng phít cực kỳ là chắc chắn luôn. Nhưng mà nó rất là nhẹ nhá, khi các bác đội thì nó không bị nặng, bị ê đầu nhá. Rất là ôm luôn. Có cái này các bác có thể điều chỉnh, tùy chỉnh to nhỏ đây chưa. Đấy, các bác có thể thắt để tùy chỉnh to nhỏ cái cữ đầu của mình đội cho nó phù hợp nhá. Lên cho em là mũ cối nhá. Giá sẽ là 140.000 cho một con mũ cối như này. 140k cho mấy em mũ cối này thôi nhá. Các bác lên mã giúp cho em là mũ cối. Giá sẽ là 140.000. 140.000 cho một con mũ cối như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mũ của lính Mỹ này. Mũ của lính Mỹ này, đó là cái mũ mũ lưới nhá. Các bác lên cho em là mũ lưới. Con này thì giá sẽ là 150.000 cho một con mũ lưới như này. 150.000 cho một con mũ lưới như này. Hàng này của nó thì nó sẽ là cái hàng của quân đội Mỹ nhá, US đây. Đây. Đấy, hàng của quân đội Mỹ, US này. Đây. American các bác này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Hàng này thì cực kỳ chất lượng rồi. Em đã có rất là nhiều video test rồi đập tiếp cho các bác xem rồi. Nói chung là hàng chất lượng khỏi phải bàn rồi các bác nhá. Đây. Chất lượng khỏi phải bàn luôn, các bác yên tâm sử dụng. Con này thì sẽ là 150.000 nhá. Con này thì các bác lên cho em là mũ lưới nhá. Mũ lưới 150k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là mũ lưới 150.000 nhá. Mũ lưới 150k cho một em mũ lưới này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái này là cái gì nhỉ? Các bác lên cho em là mũ lính nhá. Đấy, con này thì nó cũng rất là hay luôn. Đó thì nó cũng giống như con này. Nó giống như con này thôi nhưng mà nó sẽ nhiều cái chi tiết nó hàm hố hơn một chút. Và con này thì của nó thì nó có lót xốp nhá. Có lót xốp như này thì các bác đội làm mũ bảo hiểm thì cũng rất là ok. Đấy, ví dụ như là các bác tham gia giao thông thì đội con này nó là hợp lệ. Đấy, mũ có lót xốp như này là đội là hợp lệ này. Đấy. Còn những cái loại mà ví dụ như con mũ này nó không có lót xốp thì nhiều khi các bác đội thì công an nó vẫn soi. Đấy, nhưng mà riêng con này thì đã có lót xốp như này rồi thì các bác yên tâm sử dụng nhá. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là mũ lính nhá, mũ lính. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000, 170k cho con mũ lính như này. Hàng thì cực kỳ chắc chắn nhá, đội ôm form, ôm dáng đẹp, thiết kế kiểu dáng đẹp cho các bác luôn. Giá thì cũng rất hợp lý thôi, chỉ có cho các bác là 170.000 thôi nhá. 170.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bình tông của thằng hàng quân đội Việt Nam mình. Đấy thì đây, nó sẽ có loại 1 lít và 2 lít nhá. Con 1 lít thì là 70.000 và con 2 lít là 90.000. Chất liệu của nó thì bằng nhôm hết nhá. Bằng nhôm đúc liền hết. Nhôm đúc liền nguyên khối như này. Đấy, các bác dùng thì cực kỳ là yên tâm luôn. Dày dẫn, dùng thì vĩnh cửu muôn đời luôn. Đấy, nó là dòng chất liệu nhôm cho nên là dùng nó rất là thích. Không lo bị gọi là không lo bị ăn mòn rồi là nói chung là chất liệu mà nhôm để dùng đựng nước uống là ok rồi. Nó hợp lý rồi. Đó, nắp của nó thì sẽ là nắp chống mất như này. Thì nó có dây này là yên tâm. Các bác có thể thả ra rồi lại xoáy vào rất là ok. Con 2 lít này thì sẽ là 90.000 nhá. 2 lít này là 90.000 này. Đấy, còn con 1 lít này là 70.000 thôi. 1 lít là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu thắt lưng. Thì nó sẽ có 3 mẫu nhá. Đầu tiên nó sẽ là thắt lưng đại bàng này. Đấy. Thắt lưng đại bàng này, một con thắt lưng đại bàng siêu đẹp như này. Đấy, một con thắt lưng đại bàng siêu đẹp như này nhá. Con này thì hôm trước bên em đang bán là 120.000. Đợt này về nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 đó. Các bác lên mã giúp cho em đó, cái đầu tay bóp thôi. 90k nhá. 90k cho một con thắt lưng đại bàng như này. Đó. Các bác lên cho em là thắt lưng đại bàng giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Và mũ đại bàng cũng là 90.000 luôn. Đấy thì các bác có thể mua
combo một mũ một thắt lưng đấy, hàng của USA, hàng của USA các bạn này. Đấy, USA như này đó. Giá của nó sẽ là 90.000 cho con thắt lưng đại bàng như này nhá. Đấy, cực kỳ là dày dẫn chắc chắn cho bác luôn, thắt lưng đại bàng USA các bạn này. Đấy, hình con đại bàng hàng của lính Mỹ nhá, USA. Giá sẽ là 90.000 cho con thắt lưng đại bàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thắt lưng dù nhá. Đấy, thắt lưng dù đây. Thắt lưng dù thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là cái mẫu thắt lưng dù hình chữ Z như này. Đấy, các bác lên cho em là thắt lưng hình chữ Z nhá. Con này giá sẽ là 65.000 một chiếc thôi. Đấy. 65.000 cho một con thắt lưng hình chữ Z như này. Đấy, thắt lưng Z. Đây nhá, thắt lưng Z như này. Hàng cũng là của Mỹ luôn, của Mỹ nhá. Từ năm 1961 các bác này. Đấy, thắt lưng Z. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là, con thắt lưng dép này thì giá của nó sẽ là 65.000 và con đại bàng này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đại bàng sẽ là 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác sản phẩm đó là cái thắt lưng lỗ đây. Đấy, nó cũng là dây dù nhưng mà nó là bằng hàng sỏ lỗ như này. Nhiều bác lại thích cái sỏ lỗ này, nó chắc chắn này. Đấy. Cái kia thì nhiều bác dùng lại bảo là nó tụt, nói chung là nó cũng chả tụt được đâu nhưng mà nhiều bác lại cẩn thận thích cái loại có lỗ này. Đấy, cũng con này cũng rất là hay các bạn. Con này dùng cũng rất là hay. Nó kiểu dáng nó cũng rất là đẹp đây. Đấy. Đây, thiết kế của nó cũng rất là đẹp luôn. Đó, thiết kế rất là đẹp luôn. Hàng này các bác dùng thì nói chung là bền vĩnh cửu luôn. Không bao giờ phải lo, phải nghĩ đến cái việc là hỏng hóc nhá. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là thắt lưng lỗ nhá. Đấy, dù lỗ, dù lỗ, dù lỗ, dù đại bàng và dù dép nhá. Dù lỗ, dù đại bàng và dù dép. Đấy. Thì con dù lỗ này sẽ là 70.000, con dù lỗ này là 70.000. Con thắt lưng dép này là 65.000 và con đại bàng này thì sẽ là 90.000. Đó, 90.000. Đấy, có 3 mẫu như vậy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. 3 mẫu như vậy. Các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy thôi. Giá cả thì nói chung là cũng là rất là hợp lý cho các bác luôn rồi. Giá cả rất hợp lý rồi nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Các bác xem kênh yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like nhá. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ. Các bác yêu quý em thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái phủ bạc đen nhá. Đấy, dầu gội phủ bạc đen của Nhật 280.000 cho một một lọ này và bên em đã bao ship đến tận nhà. Hàng thì cam kết cho các bác là hàng Nhật 100%. Đây, hàng made in Japan này. Hàng nội địa Nhật 100% luôn, cực kỳ chất lượng xịn sò. Toàn bộ là chữ Nhật hết nhá. Hàng của Nhật và được chiết xuất từ các cái sâm này, rồi là các cái loại nấm này. Đấy, nói chung là mật ong này. Đó, là một cái dòng dầu gội phủ bạc tự nhiên. Dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000. Đây, đấy. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dung tích của nó khá là lớn, các bác có thể dùng được khá là lâu nhá. Ở đây nó sẽ kèm cho các bác là một cái túi như này, nó có các cái khăn để cho các bác chùm đầu này. Đó, rất là tiện ích luôn. Một lọ này của nó là 350ml các nhá. Các bác về chỉ việc là nhét cái này vào đây cho em này. Sau đó thì mình mở cái nắp này ra đẩy lên là dầu nó sẽ đẩy lên cho các bác luôn. Đó. Thì nói chung là các bác chưa biết sử dụng thì mình có thể vào trong YouTube. Đó, mình xem hướng dẫn sử dụng dầu gội phủ bạc là nó sẽ ra. Đấy, rất tiện ích cho các bác luôn. Lắp vào đây cho em này. Sau đó thì cái dầu nó sẽ lên ở cái đầu, cái lò lên ở cái đầu lược này. Đó, sau đó thì các bác cứ trải này cho em. Đó, thì các bác cứ trải này, sau đó thì mình sẽ để cho em là từ 10 phút. Đấy, tầm khoảng 10 phút sau đó thì mình gội lại bằng nước bình thường. Đấy, nó sẽ là dầu gội đầu thôi. Dầu gội đầu nhưng mang tính chất là phủ bạc cho các bác nhá. Đấy, che đi các cái bạc, phần tóc bị bạc đây. Hàng có địa chỉ, thương hiệu rõ ràng nhá. Đây. Đấy, đây các bác này. Đó. Đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 280.000. Lên mã giúp cho em đó là dầu gội phủ bạc 280.000 nhá. Tiếp theo sẽ là một cái dòng sản phẩm cực kỳ là chất lượng, đó là cái thuốc xịt giảm đau của Nhật nhá. Đấy, xịt giảm đau của Nhật. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một lọ xịt giảm đau như này. 150.000 nhá. Xịt giảm đau 150.000. Hàng này của nó cũng là hàng 100% là nội địa Nhật cho các bác luôn. Mã tem, mã mạch, mã cốt đàng hoàng, made in Japan cho các bác nhá. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Ở đây thì khi các bác sử dụng thì bóc qua cho em này. Đấy. Và đây nó sẽ là một cái lọ như này. Đó, và các bác xoáy cái nắp này ra này. Đấy, xoáy cái nắp này ra.
Sau đó thì ở đây là nó sẽ có cho các bác là cái phần này, các bác ấn như này thôi. Đấy, ấn như này là cái tinh dầu nó sẽ lên này. Đấy đây, ấn như này là cái tinh dầu nó sẽ ra nhá. Đấy, thì các bác cho trực tiếp. Đấy, mình nhấn như này, nhấn trực tiếp vào cái chỗ nào của mình nó bị đau nhức nhá. Đấy, đau mỏi cổ vai gáy rồi thắt lưng các kiểu con là điều luôn. Thì các bác cứ nhấn vào cho em là xong. Đây. Đấy, các cái phần lưng này, hông này, đấy, vai gáy các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là xịt giảm đau nhá. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một lọ như này. Dung tích của nó sẽ là 85 ml, các bác dùng rất là thích luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái xà phòng Nhật nhá. Xà phòng Nhật 40k cho một bánh. Lên cho em là bánh xà phòng nhá. Đấy, bánh xà phòng Nhật sẽ có cho các bác là hai hương. Đó là hương hoa nhài à. Một loại là hương hoa nhài và một loại là hương hoa tự nhiên. Rất là thơm luôn. Con này thì các bác có thể dùng để mình rửa tay này, tắm này. Đấy, tắm gội rửa tay đều được hết nhá. Lên mã giúp cho em đó là bánh xà phòng Nhật nhá. 40.000 một bánh như này, 40.000 một bánh. Và nếu mà các bác mua 3 bánh thì giá của nó sẽ là 110.000 nhá. 110.000 cho 3 bánh. Mua lẻ thì sẽ là 40k cho một bánh xà phòng Nhật như này. Hàng cũng là hàng 100% made in Japan luôn. Đấy, hàng của Nhật và hàng này thì nó sẽ là sản xuất ở nước thứ ba, đó là sản xuất ở Malaysia các bác này. Sản xuất ở Malaysia. Đó, hàng của Nhật và sản xuất ở Malaysia các bác nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40k thôi, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái thuốc nhỏ mắt nhá, thuốc nhỏ mắt như này. Đấy, một lọ này của nó thì giá của nó sẽ là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này nhá. Đấy. 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Một lọ này thì của nó thì sẽ tích hợp rất là nhiều các cái nguyên tố, các cái vitamin E, B6, natri và kali đấy các bác. Đấy, nói chung là E, B6, Na và K. Còn các bác đọc như nào thì tùy. Đó, và đây là một cái dòng thuốc nhỏ mắt như này. Đó, đây. Lọ của nó đây. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60k nhá. Lên mã giúp cho em đó là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một một thuốc nhỏ mắt như này. Đây, EAB6 này, NA này, K này. Giá sẽ là 60k cho một lọ thuốc nhỏ mắt nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái thông cống nước này. Thông cống nước, hàng này của hàng nội địa của Nhật đây. Đấy, đường cống ống rãnh các bác bị tắc này, bị tóc này, bị bẩn bám này hoặc là bị váng dầu mỡ này, các bác dùng con này cho em. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là nhạy luôn và rất là sạch và thơm nhá. Hương thơm tự nhiên rất là thơm. Hàng made in Japan này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật như này. Giá thì sẽ là 60k cho một lọ, một chai bột thông cống như này nhá. Đấy, lên cho em là thông cống nước vàng nhá, thông cống nước vàng. Giá của nó, vỏ nó màu vàng nên em là lên thông cống nước vàng, thông cống bằng nước và màu vàng. Thông cống nước vàng giá sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bột thông cống này. Con này thì cũng là hàng của Nhật luôn. Đó, và con này thì sẽ là dòng của bột nhá. Lên cho em là bột thông cống. Giá của nó sẽ là 25.000 cho một chai bột thông cống như này. 25k cho một cái lọ bột thông cống như này. Giá sẽ là 25.000 thôi nhá. 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm, nó là cái đũa sứ của Nhật này. Hàng cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là đũa sứ nhá. Một vỉ này của nó thì sẽ là 5 đôi. Chất liệu thì bằng sứ mà các bác biết rồi. Sứ thì là một trong những cái dòng sản phẩm cực kỳ là dùng cực kỳ là an toàn luôn. An toàn, sạch sẽ rồi không bị gọi là không bị vi khuẩn xâm nhập nhá, không bị vi khuẩn xâm nhập. Màu thì màu trắng sữa rất là đẹp luôn. Màu trắng sữa rất là đẹp như này. Có điểm siết các cái màu điểm nhấn. Giá thì sẽ là 55.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi đũa sứ như này nhá. Con này các bác dùng thì rất là thích luôn. Thứ nhất là nhanh khô, thứ hai là không gây nấm mốc rồi các cái vi khuẩn xâm nhập. Giá thì sẽ là 55.000 nhá, 55.000, 55k lên cho là đũa sứ này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kem đánh răng này thì nó sẽ có hai loại. Hàng của Hàn Quốc. Hàn Quốc thì sẽ là 40k cho một lọ như này. Hàn Quốc thì kem này nó sẽ là 120g. Đấy, hàng made in Korea của Hàn Quốc 120g. Đây. Đấy, made in Korea, hàng nội địa của Hàn Quốc này. Con này là tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Giá sẽ là 40k cho một lọ nhá. Đây. 40.000 cho một lọ như này các bác này. Đấy. Tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93% luôn. 40k cho một lọ như này nhá. 40.000 cho một lọ như này. Đó.
của nó thì nó sẽ là 120g. Đây. 40.000 cho một lọ 120g. Đây. Các bác nhá. Tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Chuyên làm trắng răng. Tiếp theo thì sẽ là kem đánh răng của Nhật nhá. 60.000 cho một lọ. Kem đánh răng của Nhật này, cũng là hàng made in Japan luôn. Đó. Con này của nó thì sẽ là 180g nhá, 180g. Giá sẽ là 60k. Con này thì chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng nhá. Một dòng là chuyên làm trắng răng, một dòng là chuyên trị viêm níu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng. Giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm. Đó là cái trà sâm của Hàn Quốc nhá. Trà sâm của Hàn Quốc như này. Đấy. Giá sẽ là 220.000. Các bác lên cho em là trà sâm 220.000 và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này, hàng của Hàn Quốc made in Korea, 100% là nội địa Hàn Quốc, hàng sách tay. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một hộp như này, 100 gói luôn nhá, 100 gói luôn. Đó. Nó sẽ có cho các bác là 100 gói nhỏ như này. Một hộp là 100 gói nhỏ như này, 100% là chiết xuất từ sâm Hàn Quốc nhá. Đấy. Sâm tự nhiên của Hàn Quốc luôn. Đây. Korea. Đấy, 100% là sâm tự nhiên Hàn Quốc. Cực kỳ là tốt cho sức khỏe luôn. Các bác nào bị ốm này, mệt này, rồi tình trạng sức khỏe gặp vấn đề này, đấy, khó ăn này, ăn không ngon này, ngủ không sâu giấc thì các bác dùng cái sâm này cho em, rất là tốt luôn. Hoặc là bác nào đi tàu, đi xe, lái tàu, xe mệt dùng cái này cho em, rất là ok luôn. Đấy, một hộp này của nó thì sẽ là 100 gói luôn. Giá sẽ là 220.000, tính ra vào có 2.200 một gói thôi. Đấy, một ngày các bác cứ dùng liên tục cho em khoảng 2 gói. Đấy, dùng liên tục cho em hết thì mình lại dùng cho em khoảng 3 hộp như này. Đấy, tình trạng sức khỏe sẽ cải thiện được ngay các bạn. Đấy, đặc biệt là bác nào ốm mệt, vừa ốm dậy này, mổ đẻ các kiểu con là điều luôn, dùng được hết nhá. 220.000 trong hộp sâm của Hàn Quốc như này. Các cái tỷ lệ dưỡng chất của nó rất là nhiều luôn này. Đấy, đây. Made in Korea, giá thì chỉ có 220.000 thôi. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái kẹo sâm. Con này cũng rất là tốt luôn. Đó, 100% là chiết xuất từ sâm tự nhiên. Giá sẽ là 90.000, dung tích của nó sẽ là 5 lạng. 5 lạng cho một gói kẹo sâm như này nhá. Đấy, cũng là hàng của Hàn Quốc này, made in Korea. Đó, hàng của Hàn Quốc đây. Đấy, con này cũng rất là nhiều các cái thành phần vi lượng và khoáng chất nguyên tố này. Đấy. Giá thì sẽ là 90.000 cho một gói như này, sâm tự nhiên này, 90.000 cho một gói, bao gồm cho các bác là 5 lạng một gói như này. Dùng ăn thì đã đời luôn các nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình lái tàu, lái xe này. Đấy, mệt mỏi buồn ngủ. Lấy cái này ra ngậm cho em, rất tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi nam các bác này. Đấy, túi nam đây. Thì con túi này nó sẽ là một con túi cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đi phượt này, đấy, hoặc là đi đâu cũng được. Giá thì sẽ là, các bác lên cho em là túi nam nhá. Đấy. Con này thì bên shop đang bán là 110.000. Đợt này về cho các bác cái giá đó. Về cho các bác cái giá tốt luôn, 110.000 các bác nhá. Đó. Thì ở đây nó sẽ có cho các bác là các cái ngăn phụ bên trong này. Đấy. Các ngăn phụ bên trong như này các bác này. Đấy, ngăn phụ bên trong như này. Và có rất là nhiều ngăn bên ngoài nữa này. Đấy, ngăn bên ngoài đây. Chất liệu của nó thì nó sẽ là hàng của quân đội nhá. Hàng của quân đội. Đấy. Quay đeo, quay xiếc các thứ đàng hoàng, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 110.000. Lên mã giúp em đó là túi nam nhé. Túi nam. Giá sẽ là 110.000 cho một con túi nam như này. Túi nam 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cặp sách này. Cặp sách 120.000 cho một con cặp sách như này. Đấy, chuẩn bị các em nghỉ hè lại bắt đầu vào năm học mới nhá. Cặp sách của Nhật. Dòng này thì nó sẽ là dòng chống gù lưng cực kỳ là tốt luôn nhá. Đấy. Cặp sách Nhật chống gù lưng rất là tốt luôn. Ngăn to như này nhá. Đấy, bây giờ mà các em mà đeo cái cặp sách ngang ấy là không nên. Cặp ngang ấy là nó hay bị gù lưng các bác nhá. Đấy, tại vì là cái chiều ngang của nó nhiều, nó kéo cái phần lưng của các em vào, nó hay bị gù lưng. Thì đa số bây giờ là người ta thiết kế cái kiểu cặp theo kiểu hình dọc như này. Đấy, hình dọc như này. Đấy, và có những cái phần lót đệm như này để chống gù lưng rất là tốt luôn. Đấy, cặp chống gù lưng nhá. Cặp sách chống gù lưng 120.000 một chiếc này thôi. 120.000. Các bác có thể mua để làm quà cho các em rất là tốt luôn. Hàng đẹp, chất lượng, mua để làm quà cho con cái nhà mình hoặc là sinh nhật cho các cháu rất là ok. Giá rất hợp lý luôn, chỉ có 120.000 mua 2 cái trở lên là bên em bao ship nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cà lê nước nhá. Đấy, cà lê nước này.
Con này thì các bác chuyên dùng để mình vặn ống nước ống điếc đấy. Nhà bác nào cũng có ống nước mà cần phải sửa chữa. Độ mở của nó là lên tới 68 cm. Đây, 68mm nhá, 68mm. Đấy, 68mm. Rất là rộng luôn. Con này thì dùng rất là đã, nhỏ gọn thôi. Thì các bác dùng, nhà bác nào cũng có đổ nước. Đổ nước là bắt buộc phải dùng con này. Đấy, để mình sửa chữa. Mà ống cơ bản là ống 68 đã là những cái loại ống khủng rồi. Thì dùng con này rất là ok nhá. Lên mã giúp chị em đó là kìm nước nhá. Kìm nước giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? Lên cho em là cà lê nước nhá. Đấy, cà lê nước này. Cà lê nước giá sẽ là 55k nhá. 55k cho một con cà lê nước như này. 55.000 cho một con cà lê nước như này nhá. Đấy. 55k. Đó, giá rất hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái mũ cối nhá. Mũ cối này. Đấy. Hàng rất là tuyệt vời cho các bác luôn. Đấy. Hàng chất lượng cho các bác luôn, mũ cối như này. Đấy, hàng thì từ năm 1966 nhá. Đấy. Mũ cối 1966 này. Đấy. Công ty này của nó tương đối là lâu đời nhá. 1966 đây. Đấy, 1966. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 thôi. 130.000 cho một con mũ cối như này. Con này thì hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy. Chất của nó là chất fit các bác này. Đây. Đấy. Người em là 70 cân này. Em giẫm lên thoải mái luôn các bác nhá. Giẫm lên thoải mái luôn, các bác thấy không? Đấy. Không có hề hấn gì luôn nhá. Người em 70 cân nhá. Giẫm lên thoải mái luôn. Con này thì các bác có thể dùng múc nước ok, không bị ngấm luôn nhá. Đấy. Múc nước ok không bị ngấm. Chất của nó là chất fit nhá. Con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng nó phải bán cho các bác là từ 200 đến 250 nhá. Đấy, 200 đến 250. Bên shop bán thanh lý cho các bác cái giá chỉ có 130.000 thôi. 130.000 cho một con mũ cối hàng chất lượng như này. Lên mã giúp cho em là mũ cối nhá. Dây của nó sẽ là dây da nhá. Dây của nó là dây da. Đấy, dây da bò. Rất xịn sò cho các bác luôn, rất đẹp nhá. Mũ có sao sủng đào hoa, rất chất lượng cho các bác luôn. Giá sẽ là 130.000 thôi. 130.000. Lên cho em là mũ cối 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái súng bắn đinh nhá. Đấy các bác nhá, súng bắn đinh như này. Con này thì giá của nó sẽ là 100 lên mã giúp chị em đó là bắn đinh vít nhá. Giá của nó sẽ là 240k cho một cái bộ súng bắn đinh vít như này. Đấy. Sẽ bao gồm cho các bác đầy đủ các chi tiết này. Đấy. Đầu cò, đầu kiếc rồi đầu súng nó xiếc đầy đủ cho các bác luôn. Lên cho em là súng bắn đinh vít như này nhá. Đấy, các bác bây giờ không cần phải dùng khoan nữa, mình chỉ cần đặt cái súng này vào bóp đánh bòm cái là xong. Đó. Súng bắn đinh vít 240.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái gãi lưng nhá. Giá thanh lý cho các bác cực kỳ tốt luôn. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn. Đấy. Rút ra rút vào rất là ok. Giá chỉ có 10k cho một con gãi lưng như này thôi nhá. 10.000 cho một con gãi lưng như này. Rút dài được lên tới khoảng 50cm luôn các bác này. Đấy. Rút dài lên tới khoảng 50cm luôn. Đấy. Rất là đã luôn các bác nhá. Đó, có đầu như kiểu kẹp bút này để các bác có thể bỏ túi này. Đấy. Rút rất là dài luôn nhá. 10.000. 10.000 cho một cái gãi lưng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ thể thao nhá. Đấy. Lên mã giúp chị em đó là đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Đấy, ở đây nó sẽ có một cái mặt chống xước, các bác về thì các bác dùng bóc cái dây bóng ra cho em. Đó, có đèn sáng đàng hoàng. Có đèn sáng rất là đẹp luôn. Và rất là nhiều các cái chức năng đi kèm nữa. Đấy, đều là có nút bấm hết nhá. Đó, rất là tiện luôn. Có cả bấm giờ thể thao rồi, nói chung là đầy đủ các chi tiết đi kèm cho các bác luôn. Đó, đèn sáng đàng hoàng. Giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000 nhá. Lên theo là đồng hồ thể thao. Giá sẽ là 80k. 80k cho con đồng hồ thể thao như này. 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thùng đồ nghề của Đức này. Đấy, hàng made in Germany. Giá sẽ là đây, một con thùng đồ nghề chất lượng như này các bác này. Đấy. Con thùng đồ nghề cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Sẽ bao gồm cho các bác là đi 1 2 3 4 5 ngăn, có một ngăn to. Chiều cao của nó thì sẽ là 20. Chiều cao 20, chiều rộng 20 nhá. Cao 20, rộng 20 và chiều dài là 42. Đó, 41 42. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đó. Một con thùng đồ nghề như này giá của nó sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho một thùng đồ nghề hàng của Đức như này. Đây. Made in Germany nhá. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Kéo ra kéo vào rất là ngon này. Đó. Rất ngon lành cho bác luôn. Nên cho em là thùng đồ nghề giá của nó sẽ là 450.000 nhá.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vợt hoa quả nhé, vợt hoa quả như này đấy. Ở đây thì nó sẽ là một cái vợt như này, có sẵn cho các bác một cái vải như này, thì các bác giật hoa quả thì nó sẽ rơi xuống đây đấy, giật hoa quả thì nó sẽ rơi xuống đây các bác nhé. Đấy, giá là 25.000 những cái vợt hoa quả như này. Về nhà các bác chỉ cần là cho xỏ cho em cái xào vào đây thôi, sau đó thì mình giật là cái quả nó sẽ lọt vào đây và từ những cái khe này nó sẽ rơi xuống nhá. Các bác có thể dùng để hái xoài này, rồi các loại quả khác cũng ok. Đó, đường kính của nó thì vào khoảng là 10 cm, vợt hoa quả 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước kẹp gem bằng cơ nhá, thước kẹp gem bằng cơ, một con thước kẹp gem bằng cơ như này các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000, 150.000 cho cái kẹp gem cơ này các bác này. Đấy, giá sẽ là 150k nhá. Đấy, bằng cơ, hàng của Nhật này. Đấy, lên cho em là kẹp gem cơ nhá, kẹp gem cơ, giá sẽ là 150.000. Bên em có cả cái kẹp gem điện tử luôn, 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ kim chỉ như này, 25.000 cho một cái hộp kim chỉ như này nhá, 25k. Sẽ bao gồm cho các bác là 10 cuộn chỉ này, 10 cuộn chỉ rồi kim, rồi nói chung là đê đủ các thứ đầy đủ cho các bác luôn, 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy hút thổi bụi chạy bằng điện nhá. Con này thì cực kỳ khỏe luôn. Máy hút thổi bụi bằng điện, con này chạy siêu khỏe cho các bác luôn. Đấy. Con này chạy rất là khỏe nhá. Rất là khỏe luôn. Đây. Đấy, bằng điện, công suất cực cao luôn và rất là nhiều đầu hút các thứ luôn. Đấy. Chạy rất là khỏe luôn các bác nhá. Máy to, chạy khỏe. Đầu hút đầu hiếc nhiều. Đây. Các loại đầu hút như này các bác này. Đấy. Đây. Chạy bằng điện rất là khỏe luôn và rất nhiều đầu hút luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đây. Đấy, dây của nó cũng khá là dài, khoảng từ 2 đến 3 mét. Con này bằng điện nhưng mà nó chạy rất là khỏe thì các bác dùng nó rất là thích luôn. Lên cho em là hút thổi bụi chạy bằng điện nhá. Giá thì sẽ là đây, cắm điện cho các bác xem này. Con này thì chạy khỏe lắm các bác. Đây. Đấy, các bác nghe tiếng nó kêu đã biết rồi. Này. Đấy, thấy không? Đó, đấy. Chỉ cần test như này là các bác biết cái công suất của nó rồi nhá. Đây, đây, công suất của nó là các bác này. Này, bật lên nhá. Các bác thấy nó kéo cho bóng không? Công suất của nó là 1000W luôn, cực kỳ là khỏe luôn nhá. Đấy, tháo ra thì các bác chỉ cần là nhấp cho em cái lẫy này để tháo ra này. Đấy, sau đó thì mình lại sập vào thôi. Công suất của nó là 1000W, rất nhiều các cái đầu phụ kiện ống hút đi kèm luôn. Đó, rất là nhiều nhá. Đấy, rất nhiều đầu phụ kiện ống hút đi kèm luôn. Lên mã giúp cho em đó là lên cho em là hút bụi đại nhá. Đấy, 450 à. Hút bụi đại, giá sẽ là 450k. Đó. 450.000 cho con hút bụi đại như này các bác này. Đấy, 450.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái con máy vắt cam nhá, máy vắt cam. Đó. Đây nó sẽ là một con máy vắt cam như này, rất là tiện luôn. Đấy. Cũng chạy bằng điện luôn, con này cũng chạy bằng điện luôn, rất là tiện các bạn. Đó, đây. Con này thì nó sẽ cũng sử dụng điện 220 luôn. Đây. Đấy thì các bác chỉ cần nhấn điện là chạy thôi, đặt cam ở đây vắt là nó sẽ quay. Đó, và nước nó sẽ xuống lọt xuống cái ca này thì các bác có thể dùng để mình uống. Đấy, rất tiện luôn. Lên cho em là máy vắt cam nhá. Giá của nó sẽ là 100 cái máy vắt cam này trăm mấy nhỉ? 190.000 nhá, máy vắt cam 190.000. Đó. Lên mã giúp em đó là máy vắt cam 190k. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số cái mã về thuốc của Nhật các bác nhá, thuốc của Nhật. Đấy. Thì đầu tiên thì em về được một ít cái vòng đá như này. Thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý xả kho tri ân cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Nó sẽ là 20.000 cho một chiếc như này. Và bác nào mà mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Giá thanh lý tri ân cho các bác luôn, 20.000 cho một chiếc vòng đá như này thôi. Đấy, đây, rất là đẹp luôn. Vòng đá này thì giúp cho các bác là điều hòa huyết áp này, đá thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Dây của nó là dây đa sợi và dây giãn nhá, các bác dùng cực kỳ là bền luôn. Nam nữ lớn bé già trẻ đều dùng được hết. Vòng đá màu đen rất là đẹp như này, đá thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đang bán là 35.000, riêng hôm nay xả kho tri ân cho các bác. Đấy, coi như tặng quà cho các bác luôn. Giá sẽ là 20.000 cho một chiếc như này. Và mua 5 bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Lên theo là vòng đá, giá sẽ là 20.000. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái thuốc trị hăm cho bé nhá, thuốc trị hăm cho bé này. Giá sẽ là 50.000 cho một típ như này, 50.000 cho một típ như này các bạn. Đấy.
thuốc trị hăm cho bé này. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng kem như này các bạn. Đấy thì các em bé hay bị hăm này, đấy, hăm nách, hăm háng đấy thì các bác bôi vào cho em. Đó, giá sẽ là 50.000 cho một lọ thuốc trị hăm như này các bác nhá. Thuốc hăm cho bé này, giá sẽ là 50k này. Tiếp theo là cái thuốc trị bách biến này, đấy, bạch biến nhá. Bạch biến giá của nó sẽ là 60k cho một lọ như này. 60k cho một lọ bạch biến như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là bạch biến. Giá sẽ là 60.000. Con này thì các bác dùng, con này thì đây các bác ví dụ như là trên người của các bác mà bị những cái mảng như là bị mảng loang này, mảng loang trắng gọi là bị đột biến da hoặc là kích ứng da nó gây lên cái mảng loang như này thì các bác bôi vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là bạch biến nhá. Đấy, thuốc bạch biến. Giá sẽ là 60.000 cho một tiếp như này. Lên cho em là thuốc bạch biến nhá. Bạch biến này, đó. Bạch biến, giá của nó sẽ là 60k một tiếp nhá. 60k cho một tiếp bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một tiếp như này. 90k cho một tiếp thuốc đau đầu kinh niên như này. Đấy, 90k một hộp như này. Thì để em xem nó là dạng viên hay là dạng đây, đấy, bóc ra hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này nhá. Có hướng dẫn sử dụng các thứ đâu vào đấy cho các bác hết luôn. Đó. Ở đây của nó thì sẽ là cái dạng gói như này các bác này, dạng gói như này. Đấy, nó sẽ là dạng gói như này. Một hộp này của nó thì nó được lên tới hàng thì của thương hiệu OTC nhá, OTC. Hàng thì cực kỳ là chất cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó là dòng thuốc nam, cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây. Dùng cực kỳ là an toàn luôn đây các bác này. Đấy, các bác bóc vào cho em. Nó sẽ là dòng thuốc nam như này các bác nhá, thuốc nam như này. Đấy. Thì các bác uống trực tiếp cho em, uống trực tiếp cho em. Rất là an toàn luôn các bác nhá. Đó, nó sẽ là dòng thuốc nam như này. Các bác uống trực tiếp cho em nhá. Đó, đây, các bác thấy chưa? Đó. Rất là cái quy cách đóng gói của nó cũng rất là nam dược luôn nhá, rất là nam dược luôn, thuốc nam. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Lên mã giúp cho em đó là thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên. Một hộp này của nó thì cũng khá nhiều đấy, phải đến hàng trăm gói luôn. Thì các bác dùng dần cho em. Đó, rất là tốt luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới, một hộp là 100 gói nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho cái thuốc đau đầu kinh niên như này nhá. Bác nào chuyên bị đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em. 90k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái phụ khoa nhá. Đấy, nấm ngứa phụ khoa này. Cái này bao nhiêu đấy? Đây rồi. Nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45k cho một típ nấm phụ khoa như này. Lên cho em là nấm phụ khoa, giá sẽ là 45.000. Đấy. 45.000 cho một típ nấm phụ khoa như này. Đây. Đấy, nó sẽ là dòng thuốc kem bôi như này. Thì dành cho nữ các bác nhá, nấm phụ khoa. Dành cho cái này dành cho cả nam cả nữ đều ok hết nhá. Nấm phụ khoa đây, có cả nam cả nữ luôn. Đấy, thì các bác nào bị các cái bệnh về phụ khoa, viêm nhiễm, nấm ngứa các cái bộ phận sinh dục thì bôi cái này cho em. Nên cho em là nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 một típ nhá. 45k cho một típ nấm phụ khoa như này, 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chị hắc lào long ben nấm ngứa nhá. Hắc lào long ben nấm ngứa, giá của nó sẽ là 25k một típ. Con này thì chuyên trị hắc lào long ben nấm ngứa rất là tốt luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa, da kẽ tay kẽ chân, bôi cái này cho em. Hắc lào long ben nấm ngứa giá sẽ là 25.000. Em bán có khách lấy cả 10 típ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu say xe nhá. Dầu say xe, giá sẽ là 40.000. Thì bác nào chuyên bị say xe thì dùng cái này cho em. Đấy, chuyên bị say xe thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dầu say xe thì các bác dùng để bôi này, lăn này. Đấy, và các bác hít trực tiếp được, rất là tốt luôn. Đấy, dầu say xe nhá, đi tàu đi xe mà các bác say xe thì dùng con này cho em. Lên cho em là dầu say xe, giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu say xe như này nhá, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc bôi trĩ nhá, thuốc bôi trĩ. Đó. Thì một hộp này của nó là dòng là bao nhiêu nhỉ? 30k cho một lọ thuốc bôi trĩ như này nhá, kem bôi trĩ này, kem bôi trĩ. Đấy, kem bôi trĩ thì giá của nó sẽ là 30.000, dùng thì rất là tốt luôn. Để co bôi trĩ xa, bôi trĩ nội trĩ ngoại,
chỉ ông chỉ bà chỉ trong chỉ ngoài các bác bôi được hết cho em nhé. Đấy, giúp cho các bác là co bố chỉ đấy, làm co thành mạch rất là tốt cho các bác luôn đó. Các bác chỉ nội chỉ ngoại dùng được hết nhé. Các bác cứ dùng cho em liệu trình là từ 3 đến 5 lọ là khỏi hẳn luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một tip như này. Lên cho em là kem bôi chỉ, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Đấy, đau xương khớp. Lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá của nó cũng là 30.000 luôn. Xương khớp bọ cạp này. Con này thì độ nóng của nó rất là khỏe luôn, thì các bác có thể dùng là khi mà mình bị đau xương khớp này. Đấy, đau xương khớp, đau mỏi vai gáy thì dùng con này cho em. Đấy, thuốc trị đau xương khớp nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một tip như này. 30k cho xương cho một tip như này nhá. Xương khớp bọ cạp giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc nhỏ mắt nhá, thuốc nhỏ mắt. Một lọ này của nó thì nó sẽ là 30ml các bác nhá. Một lọ này của nó là 30ml. Các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Lên cho em là thuốc nhỏ mắt, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ xịt giảm đau nhá, lọ xịt giảm đau như này. Đấy, em gọi là xịt thôi chứ còn nó là thuộc cái dạng là lăn nhá. Các bác chỉ cần tháo ra như này thôi, tháo nắp ra này, ấn ấn như này là thuốc nó đã ra rồi nhá. Ấn này là thuốc nó ra rồi. Thì các bác dùng để mình lăn vào các cái bề mặt mà nó bị đau. Đấy, khớp hông vai cổ gáy này, hông vai cổ gáy. Lên cho em là xịt giảm đau, giá sẽ là 150.000 cho một lọ như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là uy tín luôn. Xịt giảm đau nhá. Hàng sách tay nội địa của Nhật cực kỳ uy tín luôn, chuyên trị giảm đau rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gió của Singapore nhá. Hàng made in Singapore này, dầu gió Singapore. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho một lọ dầu gió như này. Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua nhá, nó sẽ bán cho các bác cái giá tầm khoảng 70-80.000. 70-80.000. Nhém thì vỡ bố nữa. 70-80.000 nhá. Đó. Hàng này thì của nó sẽ là hàng của Mỹ các nhá. Hàng của Mỹ và sản xuất tại Singapore. Đây. Đấy, Singapore này các bác này. Đó, đây. Hàng này thì của nó xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, xuất đi khá nhiều nước luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 45 à? 40.000 cho một lọ dầu gió Singapore như này. Lên cho em là dầu gió xanh nhá, dầu gió xanh. Đây. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây các bác này. Singapore này. Rồi USA các bác này. Đây. USA này. Đấy. Lên cho em là dầu gió xanh, giá sẽ là 40k. Đó. Bác nào lấy một vỉ của nó sẽ là 12 chai nhá. Một vỉ 12 chai thì 12 lọ, giá sẽ là 450.000 một vỉ bao ship luôn. 450k cho 12 chai, 450.000 cho 12 lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xà phòng của Nhật nhá. Xà phòng của Nhật 40.000. 40.000 trên một bánh nhá, 40.000 một bánh như này. Đấy, 40.000 một bánh. Có hai màu, màu xanh và màu hồng nhá. 40.000 một bánh. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xà phòng Nhật nhá, xà phòng Nhật. Đó, bánh xà phòng. Giá lên cho em là bánh xà phòng nhá. 40.000 cho một bánh và mua một dây ba bánh như này. Thì giá sẽ là 110.000 nhá. Đấy, 110.000 cho một dây ba bánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc. Đấy. Con này thì hàng made in Korea, hàng của Hàn Quốc dùng cực kỳ là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k. Bác nào chuyên bị đau mỏi vai gáy, đau cổ, đau đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi đau xương khớp dùng con này cho em, rất là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000, hàng chính hãng sách tay của Hàn Quốc luôn nhá. Dầu nóng Hàn Quốc giá sẽ là 40k cho một lọ như này. Đấy, đau mỏi khớp cổ chân, bắp chân, bắp tay rồi vai gáy dùng con này cho em rất là ok luôn. Đấy, chuyên trị đau mỏi vai gáy nhá. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một tip như này, 40.000 cho một tip này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng. Đấy, kem đánh răng của Nhật và của Hàn Quốc. Con của Nhật này thì nó sẽ là chuyên trị viêm liếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng. Giá của nó sẽ là 60k một tip như này nhá. 180g, 180g. Con này chuyên trị viêm liếu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Con Hàn Quốc này thì chuyên trị
các bác răng ố, răng vàng. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, 93% luôn. Và 120g nhá, hàng made in Korea, chuẩn sách tay Hàn Quốc luôn, made in Korea các bác này. Đó. Con này thì sẽ là 40k. Đấy, chuyên trị viêm nướu viêm. À, con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%, có hai màu, màu xanh màu đỏ, bên em gửi màu ngẫu nhiên. Tiếp theo thì sẽ là cái sản phẩm sâm của Hàn Quốc. Sâm của Hàn Quốc nhá. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu này. Đầu tiên là kẹo sâm. Gói này là nửa cân 90.000, một gói nửa cân như này. Hàng thì của tập đoàn Samsung này, kết hợp với các cái công ty trầm trồng sâm và khai thác sâm tự nhiên nhá. Đấy, đây các bác này. Hàng này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Made in Korea. Giá sẽ là 90.000 cho một gói nhá. 90.000 cho một gói kẹo sâm này, lên cho em là kẹo sâm. Giá của nó sẽ là 90k một gói nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là trà sâm nhá, trà sâm. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói luôn, một hộp này 100 gói các bác này, một hộp này 100 gói. Đấy, một hộp 100 gói như này. Hàng thì cũng là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Đây, chuẩn Hàn Quốc cho các bác luôn, chuẩn Hàn Quốc luôn nhá. Đây, made in Korea này. Đó, chuẩn Hàn Quốc luôn, hộp 100 gói. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 220.000 và bao ship đến tận nhà. Hàng này của nó thì nó sẽ là thuộc cái dòng là sâm nguyên chất. Đấy, và các bác có thể hòa nước uống này hoặc là ăn trực tiếp được luôn. Bác nào chuyên bị ốm này, mệt này, đấy, sau sinh đẻ này, hoặc là vừa ốm dậy vừa mổ này, đấy, rồi là các bác đi tàu đi xe dùng cái này thì em rất là tốt nhá. Giúp cho các bác là tỉnh táo này, đấy, phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Sâm thì các bác biết rồi, nó là một cái loại dược phẩm cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Đấy, trà sâm. Giá sẽ là 220.000 cho một hộp như này, 100 gói luôn. Đấy, rất là nhiều các cái dưỡng chất đi kèm đây. 220.000. Giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gội phủ bạc, hàng nội địa của Nhật nhá. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Một lọ này của nó thì khá là nhiều luôn, 350ml các bác nhá. 350ml các bác này. Nếu mà đầu của nữ thì các bác có thể gội được cho em là trên dưới 10 lần, đầu của nam thì vào khoảng là 20 lần. Đấy. Một lọ như này, có sẵn lược luôn. Về nhà các bác chỉ cần là chiết nó ra. Đấy, không phải chiết mà các bác chỉ cần lắp được vào đây cho em này. Sau đó thì mình bóp cái vòi này là nó sẽ tự đẩy ra này. Đấy, nó sẽ đẩy ra cho các bác này. Đấy, các bác không biết làm thì có thể là lên YouTube mình xem hướng dẫn cách gội dầu phủ bạc là ra. Đấy. Hàng Việt Nam cũng đã phải 200 mấy rồi. Đấy, mà hàng của Nhật như này mà giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 280.000 nhá. Lên cho em là dầu gội phủ bạc 280k cho một lọ như này. 280.000 cho một lọ dầu gội phủ bạc như này. Rồi, ok. Hello chào các bác nhá. Một số mã hàng thanh lý của bên em trong ngày hôm nay. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Các bác yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Em lên cho các bác cái túi đựng đệm nhá, túi đựng đệm. Đấy, thì ví dụ như là những cái đệm mùa đông nhà các bác ấy, khi mà mình dùng xong là nó bị rách cái túi thì các bác mua cái túi này về các bác đựng vào cho em. Chất liệu của nó sẽ là ni lông mềm dai như này, cho nên là các bác dùng cực kỳ thích luôn. Con này thì bên em đang bán là 80.000, đợt này thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 40.000 thôi nhá, 40k thôi. Tên mã giúp cho em đó là túi đựng đệm nhá. Túi đựng đệm này. Đấy. Túi đựng đệm giá của nó sẽ là 40k. Đấy, đang bán là 80.000, thanh lý cho bác giá còn 40.000 cho một con đựng đệm này thôi. Nó sẽ có cho các bác là dòng 1m8 và dòng 1m6 nhá. Đệm 1,6m này và đệm 1,8m thì các bác lấy mẫu nào là các bác báo em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ nối con này. Đấy, đây nó sẽ là cái ổ nối như này. Ổ gấp nhá, các bác lên cho em là ổ điện gấp nhá. Đấy, ổ điện gấp như này, nó có thể gấp được như này các bác này. Hàng thì của thương hiệu Hinoki của Nhật nhá. Đấy, 16A 250V. Giá bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k cho một chiếc và 40.000 ba cái, 40.000 trên ba cái như này. Đấy, con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng thì nó sẽ bán cho bác khoảng là 20-25.000. Cái này là ổ gấp à? 15.000 đúng không? 15.000 một cái và 40.000 cho ba cái nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ gấp nhá. Ổ gấp. Đấy, lên cho em là ổ gấp này. Giá của nó sẽ là 15k một chiếc và các bác nào mua từ 3 cái thì giá sẽ là 40.000. Nó sẽ có cho các bác là 1, 2, 3 ổ cắm như này. Và các bác có thể gấp gọn để mình cắm vào trong các cái vị trí như là
tủ này rồi, nói chung là đa di năng luôn. Đầu của nó thì bằng đồng, kết nối cực kỳ chắc chắn luôn. Lên cho em là ổ gấp, giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao dao thái vân gỗ nhá. Con này thì chiều dài khoảng 30 cm, dao thì siêu bén cho các bác luôn. Dao thái vân gỗ siêu bén thế này các bác này. Đấy, siêu bén cho các bác luôn nhá. Đây, rất bén luôn. Dọc dây bóng còn dọc được như này là dao rất là bén luôn nhá. Đấy, hàng của Nhật, Japan các bác này. Đó, made in Japan. Và con này của nó thì có khâu đầu khâu đuôi hết như này. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Lên cho em là dao thái vân gỗ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Con này đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn cho các bác là 120.000 nhá. 120k trong con dao thái vân gỗ như này. Giá sẽ là 120.000. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn, hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái pin các bác nhá. Đấy, pin 18650 này. Đấy, con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá chỉ có cho các bác là hôm trước em đang bán là 30.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 20.000 cho một viên pin 16850 như này nhá. Lên cho em là pin 16850, giá của nó sẽ là 20k nhá, 20k cho một viên. Đó. Tiếp theo thì em về cho các bác cái vòi xoay 360 độ. Con này nó sẽ là một cái vòi xoay như này thì các bác dùng để mình lắp vào cái chậu rửa mặt nhà mình. Đấy, sau đó thì các bác có thể xoay đảo hướng các kiểu con này đều được luôn. Xoay 360 độ đảo chiều được luôn nhá. Đấy, lên cho em là vòi bạc nhá. Đấy, vòi bạc xoay 360 độ. Giá sẽ là 80k, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Bằng hợp kim. Đó. Vòi bạc xoay 360 độ các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lọc nước nhá. Lọc nước như này. Một con lọc nước như này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho cái lọc nước như này nhá. 50k một chiếc. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình lọc vào cái nguồn nước nhà mình. Đấy, các bác có thể lọc qua máy giặt này, hoặc là qua bình nóng lạnh này, hoặc qua các vị trí được luôn. Đấy, của nó thì nó sẽ là lõi bằng nhôm như này. Các bác có thể tháo ra để mình vệ sinh rửa ráy, sau đó thì mình lại lọc, rất là tiện ích luôn. Lọc nước 50.000. Bút điện là bao nhiêu? Các bác lên cho em là bút cao su nhá. Giá của nó sẽ là 30.000. Đấy, nó có chức năng thông mạch luôn. Có chức năng thông mạch này, vừa làm tô vít này. Đấy, vừa làm cái tô vít nhỏ này. Đấy, vừa thông mạch này và vừa có thể đo âm dương được hết nhá. Lên cho em là bút cao su nhá, bút điện cao su. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Bút điện cao su 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm. Đó là cái mũ lính nhá. Đấy, mũ lính này. Đấy. Mũ lính. Hàng này của nó thì sẽ là 170.000 cho một con mũ lính như này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, 170k. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao, 3 tem kiểm định đàng hoàng. Ở trong này thì nó có xốp nhá. Có xốp cho nên là các bác dùng để mình đội để đi xe ô tô các thứ. À, đi xe máy cái thứ rất là ok nhá. An toàn này, rất là đẹp luôn. Đấy, có màu sắc thì rất là đẹp. Hàng dày dẫn chắc chắn, hàng này bảo hành cho các bác luôn. Đấy, rất chất lượng cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em là mũ lính nhá. Màu lính quân đội rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho bác cái giá đó là 170.000 cho một con mũ lính này. Mũ lính 170.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái giày giày lính nhá. Đấy, giày lính. Giày lính Mỹ. Đây, chất giày thì khỏi phải bàn rồi các bạn. Chất giày thì khỏi phải bàn rồi. Bên em bán là 390.000 cho một con giày lính Mỹ như này. Đấy, đây. Con này thì các bác nhận hàng là các bác ưng luôn, không để chê vào đâu. Chất của nó rất là mềm luôn nhá. Chất của nó rất là mềm luôn. Đó. Các bác lấy thì cứ lấy tù cho em là một cỡ nhá. Ví dụ bác nào mà cỡ hả? Đúng cỡ à? Con này thì các bác lấy đúng cỡ cho em nhá. Lấy đúng cỡ cho em là ok. Đấy, các bác cỡ chân bao nhiêu thì các bác cứ đọc cho em là ok thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 390.000 cho một đôi giày lính Mỹ như này. Đây, USA này các bác này, USA. Hàng giày lính Mỹ cực đẹp luôn, chất của nó thì khỏi phải bàn luôn. Hàng giày dẫn chắc chắn nhá, chất đẹp nhá. Đi thì cực kỳ là ôm form, ôm dáng và rất là mềm mại luôn. Lên cho em là giày lính Mỹ 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ nạo 5 món nhá. Đây, cái bộ nạo 5 món như này. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một cái bộ nạo 5 chiếc luôn. Đó, 5 món, thoải mái cho các bác lựa chọn luôn. Rất là nhiều nạo rồi nhiều chi tiết đi kèm các bác nhá. Giá của nó sẽ là 60k này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi vàng nhá. Vòi vàng. Con này thì các bác có thể điều chỉnh được luôn nhá. Con này bao nhiêu? 35.000 cho con vòi vàng như này. Các bác xoáy vào đầu nguồn nước này. Sau đó thì mình có thể tùy chỉnh cho em đó. Đây. Đấy, có đầu vòi đây các bác. Xoáy vào sau đó thì mình tùy chỉnh cho em. Rất tiện ích luôn.
giá của nó sẽ là 35.000 cho một cái vòi vàng như này nhá, 35k này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ba lô, cái này là cái gì, ba lô tím à, ba lô tím nhá, giá sẽ là 120.000, 120k. Chiều dài của nó thì vào 40 này, dài của nó thì vào khoảng 40-45, và chiều rộng của nó thì vào khoảng là, chiều rộng của nó thì vào khoảng là đây, khá là to luôn này. Đấy, đấy nó sẽ là to như này các bác này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đi du lịch, đi học, đi phượt hoặc là đi làm. Đấy, nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. Đấy, rất nhiều ngăn cho bác luôn. Chiều rộng thì vào khoảng là 25 cm, chiều cao khoảng 25 cm. Lên cho em là ba lô tím nhá, ba lô tím 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo này. Đầu tiên nó sẽ là kéo cắt tóc nhá, kéo cắt tóc đây. Bao nhiêu nhỉ? 160.000 cho một cái bộ kéo cắt tóc như này. Đấy, hàng thì đựng trong một cái túi da cực kỳ xịn sò luôn. Một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là một đôi này, một đôi. Đấy, một đôi, một cắt và một tỉa nhá. Một đôi kéo, một cắt, một tỉa như này. Một đôi kéo, một cắt, một tỉa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. 160.000 cho một cái bộ kéo tóc hàng của thương hiệu Kai của Nhật như này nhá. Một con cắt, một con tỉa, giá 160.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo may nhá. Kéo may như này. Một con kéo may hàng nội địa của Nhật đây. Đường kính của nó là 12 inch. Chiều dài của cái phần lưỡi này thì nó vào khoảng là trên 10 cm nhá. Cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây các bác này. Cắt rất là ngon luôn các bác theo. Đó, cắt rất là ngon luôn. Kéo may này bao nhiêu? 160.000 cho một con kéo may hàng của Nhật như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là kéo may, giá sẽ là 160.000 nhá. Kéo may này, hàng nội địa Nhật, 160k nhá. 160.000 cho con kéo may như này, made in Japan các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái viên giặt quần áo nhá. Một bịch này của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, bịch này khá là nhiều luôn. Đấy, nó sẽ là dòng viên như này. Đấy, dòng viên như này, và đây nó sẽ là một cái dòng viên 5 trong 1 luôn, viên 5 trong 1. Một viên một gói như này thì sẽ giặt được cho em là từ 3-5 cân quần áo luôn, 5 cân quần áo nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 cho một bịch như này nhá. Viên giặt quần áo này 55k. Đó. 55k cho một bịch như này, bao gồm cho các bác là đi khoảng 40 viên nhá, khoảng 40 viên luôn. Một lần giặt của nó thì trên dưới 3 cân quần áo quá nhá. Đó. Rất là thơm luôn, 5 trong 1 luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là đây nó sẽ là một cái con bê trên kia này ra đây. Cái sạc điện thoại iPhone nhá, sạc nhanh iPhone. Đấy. Sạc nhanh iPhone. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Đấy, 60.000 cho cái sạc nhanh iPhone như này. Lên mã giúp cho em là sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k nhá. 60k cho con sạc nhanh iPhone. Cái này là túi dép à? Bao nhiêu? Đấy, tiếp theo bên shop về cho bác một cái túi dép này. Đấy, túi dép màu rất là đẹp luôn. Đấy, màu đen như này. Ngăn thì khá là rộng rãi nhá. Các bác có thể dùng để mình đựng đồ này, đi du lịch này. Đấy, du lịch, học phượt, đi làm đều ok hết. Giá chỉ có 95k cho cái túi dép như này thôi nhá. Có quai đeo đàng hoàng nhá. Lên cho em là túi dép, giá sẽ là 95k. Đó, 95k. Hàng này to rộng, các bác đựng iPad, đựng máy tính, bảng điện thoại rất ok hết nhá. Có một ngăn phụ này. Đó, một ngăn khóa này và một hít như này. Đấy, dây đeo đàng hoàng nhá. Lên cho em là túi dép, giá sẽ là 95.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái tập bụng các bác nhá, tập bụng. Con này thì các bác cầm tay vào đây cho em này, sau đó thì mình đẩy đi đẩy lại này. Đấy, nó sẽ là cái con lăn, dạng con lăn tập bụng như này. Giá sẽ là 280.000 nhá. 280.000 cho con lăn tập bụng như này nhá. Đấy, lên cho em là tập bụng, giá sẽ là 280.000. Đấy. Các bác cầm tay vào đây cho em này, sau đó thì mình đẩy đi đẩy lại để mình đu cho cái phần bụng của mình nó eo nó thon lại. Đấy, lên cho em là tập bụng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Giá sẽ là 280.000 cho một cái con tập bụng như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì em lên một cái video chuyên về các cái mã đồ điện của bên em. Đó, đồ điện bên em nhá. Tất cả các dòng này thì nó đều là hàng Nhật xuất, sử dụng điện 220V nên các bác dùng nó rất là tiện ích luôn. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship rồi. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhá. Đầu tiên thì em lên cho các bác cái mã ấm siêu tốc, thì bên em sẽ có cho các bác là 3 mẫu nhá, 3 mẫu. Đầu tiên thì nó sẽ là một con ấm siêu tốc của Hàn Quốc này, ấm siêu tốc Hàn Quốc. Con này thì dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhá, 2,5 lít.
Và hàng này của nó thì bên ngoài bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Đấy, bằng nhựa chống nóng, bên trong bằng inox 304. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000. Đấy, ấm siêu tốc Hàn. Giá của nó sẽ là 130k nhá. Đấy. 130k cho con ấm siêu tốc Hàn Quốc như này. Giá rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000. Ấm siêu tốc Hàn Quốc 130.000 các bác nhá. Đấy, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái con sản phẩm đó là cái con phích đun sôi nhá. Đấy, phích đun sôi. Hàng cũng của thương hiệu Cúc Cu luôn. Con này thì nó vừa là ấm siêu tốc, vừa là dòng phích đun sôi nhá. Hàng của thương hiệu Cúc Cu, dung tích của nó là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ đây. Có nắp xoáy các thứ ngon lành như này các bác này. Có nắp xoáy các thứ ngon lành như này. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Và cái nắp này của nó thì nó là dòng nắp giữ nhiệt và nắp lẫy nhá. Nắp lẫy các bác xoáy đúng gen chưa? Bấm này rót thì mới ra này. Dung tích của nó là 3 lít cả vỏ, hàng của thương hiệu Cúc Cu nhá, hàng thương hiệu Cúc Cu đây. Đấy. Con này thì tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến từ tỷ suất giữ nhiệt của nó sẽ là từ 70 đến 75 độ nhá, 70-75 độ. Lên trên là phích đun sôi, giá sẽ là 180.000 nhá, phích đun sôi 180.000 cho một con phích đun sôi như này. Đấy. Và các bác cứ đặt vào là nó sẽ tự đun. Đấy, nóng thì nó lại ngắt nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác đó là cái ấm Đức nhá, ấm Đức đây. Hàng của thương hiệu Liebenlang của Đức nhá, hàng Liebenlang của Đức. Hàng này thì cực kỳ chất cho bác luôn. Đấy. Đây. Lên cho em là ấm Đức này. Công tắc đây. Đấy, vừa là công tắc vừa là nút nhấn cho các bác luôn. Đó. Và đây là cái lẫy của nó này. Đấy, đây là cái đế của nó này. Đế điếc của nó rất là ngon luôn. Đây em cắm thử điện cho bác xem này. Hàng này sử dụng điện 220V nhá. Đây, bật lên là nó có đèn báo nhá, có đèn báo trắng này các bác này. Đấy, đèn báo trắng đây. Có đèn LED báo trắng này các bác thấy không? Đó, rất là rõ luôn. Đó, và đây thì nó sẽ dung tích của con này thì nó sẽ là mắc của nó là 1.7 lít nhá, hàng bằng thủy tinh nhá. Đấy, hàng bằng thủy tinh như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là an toàn luôn, đun nóng đun niếc cực kỳ an toàn luôn. Con này thì các bác lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc Đức nhá. Giá của nó sẽ là 360.000. Đây. 360.000 cho con ấm siêu tốc Đức như này, ấm siêu tốc Đức 360.000. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc bằng inox nhá. Đấy, ấm siêu tốc bằng inox. Con này thì nó cũng là hàng của Đức và nó sẽ là hàng bằng inox như này. Cho nên là em để tránh nhầm tên thì em lên cho các bác đó sẽ là ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc bằng inox này. Con này thì giá sẽ là 450.000 nhá. 450.000 cho con ấm siêu tốc inox như này. Đấy, nắp của nó này. Đấy, nắp niếc của nó rất là ngon luôn. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cái lẫy gạt này, lẫy gạt thế này. Có báo nước ở đây nhá, có báo nước ở đây. Đấy, dung tích của nó thì mắc của nó cũng là 1.7 lít luôn, mắc của nó là 1.7 lít. Hàng thì cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá, hàng dày dẫn chắc chắn bằng inox 304, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox, giá sẽ là 450.000. Đó. Con này thì các bác lên cho em đó là ấm siêu tốc inox này, giá sẽ là 450k nhá. Ấm siêu tốc inox giá sẽ là 450.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con máy xay sinh tố này. Con này thì dung tích của nó là 2 lít nhá. 2 lít. Đấy. Cối xay inox 2 lít này. Đấy, con này cối của nó là 2 lít. Cối của nó là 2 lít và cái lưỡi này của nó là 4 lưỡi kép như này, 4 lưỡi kép như này. Đấy, cối 2 lít, 4 lưỡi kép. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Máy cực kỳ là khỏe nha, và nó sẽ có cho các bác là hai công tắc nhá. Đấy, hai công tắc thì nó sẽ có số 1 và số 2. Đấy các bác này. Đấy, số 1, số 2 đây. Đây em bật cho các bác xem. Đấy. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Lên mã giúp em đó là cối xay inox nhá, cối xay inox 2 lít. Cối xay inox 2 lít thì con này nó sẽ là 150.000 nhá, 150.000. Đấy. Lên cho em là cối xay 2 lít, con này sẽ là 150.000 nhá, 2 lít cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy xay Osaka nhá, máy xay Osaka. Con này thì thân của nó bằng nhựa và vỏ của nó cũng cái khay đựng của nó cũng bằng nhựa luôn. Đó. Và có gioăng giếc các thứ cẩn thận như này. Đó. Giá thì con này giá rất hợp lý cho bác luôn, giá chỉ có 145.000 thôi, 145.000 cho con này. Thì các bác có thể dùng con inox hoặc là nếu các bác dùng nhỏ gọn thì dùng con này chứ. Đấy. Nếu dùng thích nhỏ gọn thì dùng con này. Osaka Japan, hàng của Nhật nhá. Sử dụng điện 220V, dung tích của con này thì nó sẽ là 700ml. Đấy, 700ml các bác nhá. Đó, con này thì 700ml thôi, còn con inox của nó là 2 lít. Con này thì giá sẽ là 145.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác một số các cái mã. Đầu tiên nó sẽ là một cái nồi lẩu Osaka nhá. Nồi lẩu Osaka. Giá sẽ là
390.000. 390.000 cho một con nồi lẩu Osaka như này. Đấy, đây nó sẽ là kính cường lực này. Đây là cái con nguồn của nó này. Và nó sẽ có cho các bác là một cái khay hấp như này nhá, một khay hấp như này. Đấy, đây là các cái phụ kiện đi kèm đây. Các phụ kiện đi kèm về nhà các bác lắp ráp vào cho em. Con này thì ngoài ăn lẩu thì các bác có thể dùng có chống dính luôn. Có chống dính rất là ngon nhá. Các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu các kiểu con đà điểu được hết nhá. Đấy, chiên rán xào nấu các kiểu con đà điểu được hết luôn. Đó, hàng của thương hiệu Osaka. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một con máy xay con nồi lẩu Osaka như này, giá của nó sẽ là 390.000 nhá. Đấy, vung kính cường lực luôn, nguồn nhiếc của nó ngon lành luôn. Lên mã cho em là lẩu Osaka, giá sẽ là 390.000. 390.000 cho em nồi lẩu Osaka như này. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi lẩu 2 tầng nhá, nồi lẩu 2 tầng. Con này thì giá sẽ là 230.000. Đấy, nó sẽ có 2 tầng như này. Khi các bác ăn lẩu bình thường thì các bác dùng như này cho em. Đấy, cáp nguồn của nó đây, cáp nguồn của nó đây. Đó, một con nồi lẩu 2 tầng như này, tráng đá chống dính. Ngoài các bác dùng để chiên, rán, xào, nấu để ăn lẩu ăn niếc đều ok hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng để mình hấp xôi này. Đấy, hấp xôi, hấp gà, hấp cá này. Đấy, thì các bác chỉ cần là cho nước xuống dưới sau đó thì mình đun như bình thường là xong. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 230.000 nhá. Lên mã giúp cho em là nồi lẩu 2 tầng, giá sẽ là 230.000. Tiếp theo chuyên mục lẩu thì bên shop còn một con nồi lẩu mini nữa. Con này rất là tiện dành cho các bác ở phòng trọ này, hoặc là các bác nào muốn ăn đồ ăn nóng này. Đấy, đồ ăn nóng sốt, dung tích của nó thì nó sẽ là vào khoảng là 1 lít các bạn. Đấy, vào khoảng từ 800 đến 1 lít. Con này thì siêu tiện dụng luôn nhá. Đấy, cũng có cả khay hấp có số 1-2 như này. Ưu điểm của con này thì các bác chỉ cần là cắm cáp nguồn vào cho em. Đấy, cho nước vào đây. Cũng có chiên rán xào nấu được hết nhá. Ngoài ra thì các bác có thể dùng khay hấp khay nhiếc cũng rất là ngon, đặc biệt là bác nào ở phòng trọ này hay ăn mì này hoặc là ăn lẩu ăn nhiếc thì dùng con này rất là ok. Đặc biệt là mùa đông mà các bác muốn ăn canh nóng thì các bác cho vào đây cho em. Đấy, hai vợ chồng có tí dưa chua hoặc là tí cà chua sốt các bác cho vào đây ăn rau sống rất là ngon luôn. Nhỏ gọn, tiện dụng, bền đẹp. Giá thì chỉ có cho các bác là 100. Các bác lên cho em là nồi lẩu mini, giá sẽ là 150.000 nhá. Nồi lẩu mini giá sẽ là 150.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái nồi kho cá nhá. Nồi kho cá, hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật, của thương hiệu Matika. Matika, hàng của Nhật. Nó sẽ có cho các bác là nấc số 1, số 2, số 3 đây, nhanh chậm tự động các kiểu con đà điểu luôn. Và con này nồi kho cá thì nó sẽ là nồi nóng chậm nhá, nóng chậm. Ví dụ các bác cho cá, cho dưa, cho đồ nấu, đồ chiên, đồ kho vào đây thì các bác cứ cắm cho em là qua đêm này, hoặc là cắm từ sáng đến tối thì mới ăn được các bác nhá. Đấy, hàng này thì bên em bảo hành lỗi một đổi một cho các bác yên tâm sử dụng luôn. Lên cho em là nồi kho cá. Đấy, con này thì nó sẽ là đây, 220V 50Hz, 235W và 2.5 lít nhá, 2.5 lít. Đó, rất tiện dụng đây, thông số rõ ràng luôn. Tiếp theo là bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái con bếp từ nhá. Bếp từ, hàng của thương hiệu Philips nhá. Bếp từ, hàng của thương hiệu Philips này. Đấy, đây, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn, hàng thương hiệu Philips, sản xuất ở Thái Lan. Độ dày của nó thì sẽ là 5 ly nhá. Độ dày của nó là 5 ly. Chiều dài của nó thì vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì hơn 30. Khoảng 30 nhá. Của nó là bên trong đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au như này. Đấy, và có tặng kèm 300 có tặng kèm một cái nồi như này các bác nhá. Có tặng kèm một cái nồi như này thì rất là ngon lành cho bác luôn. Đó. Có tặng kèm một cái nồi như này. Lên mã giúp cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là bếp từ Philips nhá. Bếp từ Philips, giá thì sẽ là 350.000 cho con bếp từ Philips như này nhá. Lên cho em là bếp từ Philips, giá sẽ là 350.000. Đó, rất hợp lý. Có tặng kèm một cái nồi nhá. Cái này là hàng tặng kèm thôi, khi các bác nhận hàng có thể nó bị bóp méo thì các bác cũng hết sức thông cảm thôi. Đấy, nó rất là mỏng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái nồi cơm mini nhá. Nồi cơm mini, giá thì sẽ là 270.000 cho một con nồi cơm mini này. Con này rất tiện dụng luôn. Đấy, các bác dùng ví dụ như nhà gia đình có ít người này. Đấy, gia đình có 2 người. Đấy, hai người, hai ông bà thì dùng cho em cái nồi cơm mini này rất là tiện luôn. Hàng của Nhật, của thương hiệu Chigo. Đấy, Chigo của Nhật này. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Đấy, có chống dính các thứ đàng hoàng, rất dày dẫn nhá, mâm miếc ngon nhá. Con này thì các bác bắt buộc là mình phải bê nhá, chứ nó không ấy được, nó không có quai sách đâu. Nó rất là nhỏ gọn nên các bác khi dùng thì mình bê như này cho em này. Bê này cho em. Hàng thương hiệu Chigo. Đó, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Giá thì sẽ là 270.000 cho một nồi cơm mini như này. Ngoài ra thì bên shop tiếp tục về cho bác các sản phẩm đó là cái nồi cơm sáp nhá.
nồi cơm sáp. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá, hàng của Nhật đây. Nồi cơm sáp của Nhật này. Con này hàng nguyên đai nguyên kiện nhá, cực kỳ là ngon luôn. Đó, mâm dày dẫn chắc chắn. Giá sẽ là 500.000. 500.000 cho một con nồi cơm sáp thế này các bạn ạ. Nồi cơm sáp 500.000 bên em bao ship. Mâm miếc của nó cực kỳ dày luôn nhá. Mâm của nó cực kỳ dày luôn. Mâm dày, nồi đế dày nhá. Cáp kiếc các thứ đàng hoàng này. Đấy. Mâm dày, nồi đế dày. Giá sẽ là 500.000 nhá. 500.000 cho một con nồi sáp như này. Đấy, 500k cho một con nồi sáp như này nhá. Con này thì cực kỳ tiện ích luôn. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy. Và mâm của nó là nồi của nó là thuộc cái dạng là nồi đất nhá. Nồi đất ôm vòng như này. Đấy, nồi niêu đất ôm vòng như này thì khi các bác sử dụng thì nó rất là đã các bác. Đấy, rất là đã luôn. Nó ôm vòng tròn như này thì khi các bác sử dụng thì khá là tuyệt vời luôn các bạn. Đấy, nó giữ nhiệt tốt nhá. Đấy, nó sẽ thuộc dạng niêu đất, giống như kiểu niêu đất ấy. Nó ôm giữ nhiệt tốt. Quai sách như này thì không sợ bị gãy bị bong nhá. Quai sách này không sợ bị gãy bị bong. Đấy, nồi của thương hiệu Sáp. Nó là dòng nồi cơ cho nên là dùng nó rất là an toàn và tiện ích nhá. Các bác chỉ cần nhấp này cho em là xong này. Đấy. Nấu cơm ngon nhá, nấu cơm ngon. Lên cho em là nồi cơm Sáp, giá sẽ là 500.000. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kẹo của Hàn Quốc này. Đấy, kẹo của Hàn Quốc đây. Đấy, các bác lên nha, em là kẹo Hàn Quốc nhá. Kẹo Hàn Quốc như này. Đấy. Một gói này thì dung tích của nó sẽ là dung tích của nó thì hàng này thì của tập đoàn Samsung này, của tập đoàn Samsung. Đấy, nó kết hợp với các cái thương hiệu khác để nó sản xuất nhá. Đấy. Hạn sử dụng thì đến năm 2026 luôn. Hàng của Hàn Quốc chuẩn xịn luôn này. Đấy, cây sâm đây, made in Korea nhá, made in Korea. Các bác lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá, kẹo sâm Hàn Quốc. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên mã giúp em là kẹo sâm Hàn Quốc nhá. Giá của nó sẽ là 90k cho một gói kẹo như này. Đấy, 90.000 cho một gói kẹo sâm Hàn Quốc như này. Dung tích của nó sẽ là 500g này, 500g. Đấy. Lượng calo của nó thì tới là 1967 calo. Hàng này thì ví dụ các bác đi tàu đi xe này, hoặc là các bác mệt mỏi thì mình chỉ cần là ăn 1-2 chiếc là mình sẽ tỉnh táo luôn. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng luôn, hàng sách tay của Hàn Quốc nhá. Made in Korea. Lên cho em là kẹo sâm Hàn Quốc, giá sẽ là 90.000 cho một gói như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái trà sâm nhá. Trà sâm cũng của Hàn Quốc luôn, hàng made in Korea của Hàn Quốc đây. Đấy, một hộp này của nó thì nó sẽ là 100 gói các bạn. Một hộp này 100 gói luôn. Trà sâm Hàn Quốc này. Đây, hàng made in Korea nhá. Một hộp này là 100 gói cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, hộp này là 100 gói như này. Hàng made in Korea này. Đấy, nguyên tem nguyên kiện đây, made in Korea này. Một hộp 100 gói luôn, một hộp 100 gói như này. Đấy, hàng thì được chiết xuất từ sâm tự nhiên nhá. Hàng chiết xuất từ sâm tự nhiên, cực kỳ thơm luôn. Đấy, uống vào thì rất là tỉnh táo nhá. Uống vào rất tỉnh táo luôn. Đây các bác này. Đấy. Sâm tự nhiên này các bác này. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu nhá. Giá thì sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một cái hộp hộp như này bao gồm cho các bác là 100 gói luôn. Hộp này bao gồm 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng nhá. Đấy, một hộp này 100 gói. Lên mã giúp cho em đó là lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá, trà sâm. Đấy. Trà sâm này, giá của nó sẽ là 240k một hộp như này, bao gồm 100 gói, hàng của Hàn Quốc nhá, made in Korea. Đấy, made in Korea. Đây. Đấy, được chiết xuất từ sâm tự nhiên các bác này. Chiết xuất từ sâm tự nhiên luôn. Cái này các bác có thể dùng để mình ăn trực tiếp này, hoặc là các bác pha ra nước uống rất là tiện ích luôn. Giá sẽ là 240.000. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop tiếp tục cập nhật rất nhiều mã hàng mới để gửi tới các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng các bác nhá. Sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ ba tô nhá. Bộ ba tô như này. Đấy, ba cái tô như này. Kích thước của nó thì hàng này thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling hay hình người của Đức đây. Đấy, Winling hay hình người của Đức. Các bác nhận được hàng hàng nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Đấy, Winling hay hình người của Đức nhá. Kích thước của nó thì con to nhất này của nó thì nó sẽ vào khoảng là trên 20cm và con nhỏ nhất này thì nó sẽ vào khoảng là trên 10cm. Thì em sẽ đo kích thước thực tế cho các bác xem luôn. Đó. Đây. Đấy, con to nhất của nó là 22 nhá, 22.5. Đó, và con nhỏ nhất của nó thì là 16.5. Đó, thì đây là cái kích thước của nó này. Đấy. Con này của nó thì dung tích của nó con to nhất này sẽ là 1.8 lít này, con to nhất này của nó sẽ là 1.8 lít nhá. Con nhỡ này thì sẽ là 1,2 lít và con nhỏ này thì sẽ là 700 nhá, 700. Đó. Một cái bộ ba tô inox như này. Các
các bác có thể dùng để mình ăn cỗ ăn bàn hoặc công việc, nói chung là đình đám hoặc là cỗ bàn, thương hiệu Nguyên Linh của Đức, thép không gỉ nhá. Đó. À, giá sẽ là 90k thôi, 90k cho một cái bộ ba tô như này. Tính ra bình quân là vào có 30.000 trong cái tô này thôi. Bền vĩnh cửu luôn, bằng inox như này các bác ăn cơm ăn nước, dùng đồ đoàn rất là lịch sự luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ môi thìa nhá. Các bác lên cho em là bộ môi thìa như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 65.000 thôi. 65k cho một cái bộ môi thìa như này nhá. Giá sẽ là 65k. Đó. Lên cho em là bộ môi thìa nhá, bộ môi thìa. Đấy. Bộ lên cho em là môi xẻng đi, môi xẻng nhá. Lên cho em là môi xẻng này, đó. Môi xẻng cho nó ấn tượng, môi xẻng giá sẽ là 65k. Đấy. Lên. Hả? Không như cái này nó là cả bộ mà. Lên theo là bộ môi xẻng nhá, giá sẽ là 65.000 thì nó sẽ là một cái môi to này, một cái xẻng này và hai cái môi nhỏ, trong đó có một cái môi lỗ và một cái nạo nữa. Đấy, combo cho các bác như này. Hàng thì cũng khá là dày dẫn chắc chắn nhá. Cái này em cũng không tiện bóc ra thì nó sẽ bị rời ra, cho nên là đây, nó combo cả bộ như này thôi. Đấy, thì em cũng đo thực tế luôn các bác này. Đấy. Thì cái xẻng này của nó dài là 34 cm. Cái môi to này của nó cũng là dài 33 cm. Cái môi nhỏ này thì là 20 nhá, môi nhỏ 20. Đấy, đường kính của môi nhỏ là 6, còn đường kính của môi to là 10 nhá. Đường kính của môi to là 10. Và một cái dao kèm nạo, kèm khui bia đánh vẩy cá thứ ok luôn. Combo cho các bác là 1 2 3 4 5 món. 5 món mà giá 65.000, giá không thể tin nổi luôn. Hàng thì rất dày dẫn chắc chắn nhá. Hàng dày dẫn chắc chắn lắm các bạn. Đấy, dày dẫn chắc chắn. Thì combo cho các bác như này. Lên mã giúp cho em đó là bộ môi xẻng, giá sẽ là 65.000 nhá. 65.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái hộp vít nhá. Các bác lên cho em là hộp vít nhá. Đấy. Thì em gọi nó là hộp vít thôi, chứ còn combo của nó là khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ là đầy đủ cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là một cái cà lê này, một cái búa này. Búa cán của nó là bằng thép có bọc nhựa này, búa cán bằng thép bọc nhựa này. Đấy. Một cái thước rút này. Đấy, con này thước rút của nó sẽ là 2 mét này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là một cái kìm này. Đây. Một cái kìm các bác này. Đấy, một cái kìm như này, một con kìm như này nữa. Tiếp theo của nó sẽ có cho các bác là một con bút điện này, một con bút thử điện này. Đấy. Một con dao dọc giấy này. Một dao dọc giấy này. Đấy, một bút thử điện, một dao dọc giấy này. Một cái bộ vít bao gồm là 3 cây này, 2 cây múi và một cây dẹt này. Đấy, một bộ vít 3 cây này. Và một cái bộ lục giác này, một cái bộ lục giác như này. Đấy. Combo cho các bác một cái bộ đồ nghề đẹp như này, đựng trong một cái hộp như này. Đấy, đựng trong một hộp như này. Thì các bác lên cho em là bộ đồ nghề đi, bộ đồ nghề, tại vì bên em cũng không có cái bộ đồ nghề nào cả. Lên cho em là bộ đồ nghề như này. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 100 cành tròn thôi. Giá cực kỳ là hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, giá sẽ là 100k trong cái bộ đồ nghề như này. Giá rất hợp lý luôn nhá. Lên mã giúp cho em là bộ đồ nghề. Giá chỉ có 100.000 cho bộ đồ nghề này thôi. Đựng trong cái hộp rất là xịn sò như này. Các bác có thể mua để về mình sử dụng, nó cũng rất là tiện ích, hoặc là dùng để làm quà cũng được. Đấy, bộ đồ nghề giá 100k nhé. Bộ đồ nghề 100k. Lên cho em là bộ đồ nghề nhé. Bộ đồ nghề. Đấy, bộ đồ nghề giá sẽ là 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái kéo bếp vàng nhé. Thép SK5, hàng của Nhật đây, Japan này. Con này thì siêu sắc bén luôn. Bên shop bán thì giá siêu rẻ luôn các bác nhá. Đó. Hàng siêu sắc bén luôn, thép SK5 không gỉ này, hàng của Nhật Japan đây. Lên mã giúp cho em đó là kéo bếp vàng nhá, kéo bếp vàng. Bán lẻ thì giá của nó sẽ là 30k, 25.000 một chiếc nhá, kéo bếp vàng. 25k một chiếc. 30.000 một cái nhá. Đấy, lên cho em là kéo bếp vàng 30k một cái, và mua từ 4 cái thì sẽ là bằng 100k nhá. Đấy. Combo 4 cái 100.000, còn mua lẻ thì là 30.000 một cái. Mua lẻ 30.000 một cái, còn mua combo thì sẽ là 4 cái 100.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái miếng dán ngải cứu nhá, miếng dán ngải cứu. Một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là 12 miếng. Thì giúp cho các bác là thải độc bàn chân này. À, giúp cho các bác là chuyên trị đau mỏi vai gáy, đau dây thần kinh, đau các xương khớp này, vai này, gáy cổ này, đấy, khớp gối này, là các bác bôi vào cho em là ok hết nhá. Đấy,
giá của nó sẽ là 20k cho một hộp như này và mua năng tặng, mua 5 tặng 1 nhá, 20.000 một hộp như này và mua năng tặng 1. Đấy. Lên cho em là dán ngải cứu nhá. Dán ngải cứu. Dán ngải cứu. 20k trên một hộp như này bao gồm 12 miếng và mua 5 thì sẽ là được tặng 1 nhá, mua 5 tặng 1. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái Eto này. Eto hàng của Nhật nhá, hàng thương hiệu Asahi của Nhật như này. Hàng mới tinh nguyên đai nguyên kiện, bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị nhá. Eto hàng của Nhật như này, Asahi. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, hàng Asahi này, tem chìm luôn. Tem chìm như này các bác này. Đấy, Asahi dập chìm luôn. Và con này của nó thì độ mở của nó rất là tốt luôn, độ mở của nó rất là tốt luôn. Thì các bác có thể dùng để mình gọi là đa di năng luôn nhá, đa di năng luôn. Đấy, mở của nó rất là tốt luôn. Đấy. Thì các bác dùng để mình kẹp đồ, kẹp biếc các thứ rất là ok. Lên mã giúp cho em là Eto kẹp nhá, hàng thương hiệu Asahi. Giá của nó sẽ là 180k cho một con Eto kẹp như này, 180.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cân cân 10 của Đức nhá. Con này thì nó sẽ là cân được 10 cân. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? 130.000 nhá, 130.000 thôi. Giá cực tốt cho bác luôn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ sử dụng hai quả pin con thỏ nhỏ, thì về nhà các bác mua pin về các bác lắp vào cho em. Giá này thì bên em bán là không có kèm pin đâu. Đấy, lên cho em là cân 10 nhá. Cân 10, giá sẽ là 130k. Đấy, các bác về các bác cân đồ đàn trong bếp. Cái mặt này của nó là bằng inox nhá, inox sáng bóng. Đây nó đang dán một cái lớp chống xước. Về nhà các bác bóc qua cho em là nó sẽ mới tinh luôn. Đấy, cân được tổng là 10 cân, lên cho em là cân 10. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái vòng trầm đeo tay nhá. Các bác lên cho em lên cho em là vòng trầm đeo tay, một con vòng trầm rất là đẹp như này. Hàng thì chất liệu của nó là bằng gỗ trầm tự nhiên nhá, hàng gỗ trầm tự nhiên, siêu thơm cho các bác luôn. Đó, siêu thơm cho các bác luôn. Cầm cả cái vòng huyết áp này. Đấy, thì đây nó sẽ là một con vòng trầm gỗ này, vòng trầm gỗ. Thì các bác lên cho em con này nó sẽ là vòng trầm đeo tay nhá. Vòng trầm đeo tay, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy, lên cho em là vòng trầm đeo tay này. Đấy, vòng trầm đeo tay. Giá sẽ là 90k cho một con vòng trầm đeo tay như này, 90.000 cho một con vòng trầm đeo tay như này. Đấy. Chất liệu của nó thì bằng gỗ trầm tự nhiên. Mùi gỗ rất là thơm nhá, mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòng trầm gỗ nhá. Đấy, vòng trầm gỗ. Con kia là vòng trầm đeo tay, còn con này thì vòng trầm gỗ. Con vòng trầm gỗ này nó sẽ là một cái dòng vòng trầm đa di năng, các bác có thể đeo bằng tay này. Đấy, đeo vào tay này. Đấy, hoặc là các bác đeo cổ đều được nhá. Ở đây thì nó sẽ cho các bác là một cái đài sen như này. Đấy, một cái đài sen rất là đẹp như này. Và có 108 hạt trầm. Đấy. Thì ở đây thì các bác lên cho em là vòng trầm hộp nhá. Vòng trầm hộp. Nó có hộp như này. Đấy, còn con kia thì nó sẽ là vòng trầm đeo tay. Còn con này thì các bác lên cho em là vòng trầm hộp nhá. Vòng trầm hộp, giá thì cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu? Lên cho em là vòng trầm hộp, giá sẽ là 50.000 nhá. Vòng trầm hộp này, đựng trong cái hộp như này. Giá thì chỉ có 50k thôi nhá. 50k trong cái vòng trầm hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đây nó sẽ là một con vòng vàng như này. Đấy, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Ở đây thì nó sẽ có các cái hạt nam châm từ trường này. Có các cái hạt nam châm từ trường thì giúp cho các bác là đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Ở đây thì nó sẽ là vừa chức năng là vừa là trang trí nhá. Vừa là đề co trang trí này, vừa là các bác dùng để đeo để giúp cho các bác là điều hòa huyết áp rất là tốt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000, lên cho em là vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá sẽ là vòng vàng điều hòa huyết áp, giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thìa bạc này. Đấy, bao nhiêu tiền cái? Cái thìa bạc rất là đẹp như này. Đó. Con này thì dài của nó vào khoảng là 20cm nhá. Bao nhiêu một chục? Bán lẻ thì sẽ là 10.000 cho một chiếc nhà thôi nhá. 10.000 cho một chiếc thìa bạc như này. Rất đẹp luôn, chất liệu inox 304 dày dẫn chắc chắn, vũng to, các bác có thể dùng ăn cháo ăn cơm hoặc là dùng cho trẻ em cũng rất là ok luôn, người già trẻ em ok. Đó, rất đẹp, rất xịn sò luôn. Dày dẫn chắc chắn, đẹp, inox 304. Bán lẻ sẽ là 10k trên một cái nhá. 10k trên một cái. Lên cho em là thìa bạc, còn mua cả chục thì giá sẽ là 80.000 thôi. 80.000 cho một chục thìa bạc như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái thắt lưng cái này là cái gì? Thắt lưng thập cẩm nhá, lên mã giúp cho em là thắt lưng thập cẩm. Thì bên shop về nó sẽ đủ các loại mặt như này.
đủ các loại mặt như này các bác này. Đấy, nó đủ các loại mặt như này luôn thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Mặt thì bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác nhá. Đấy, mặt thì đều là mặt tráng gương đẹp hết. Mặt đúc liền tráng gương. Đó, rất đẹp cho các bác luôn. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác chỉ có 50k cho một con thắt lưng thập cẩm như này thôi. Đấy, 50.000 một chiếc nhá. 50.000 một chiếc. Đây các bác này. Chất da của nó thì siêu mềm luôn và mặt dạng mặt đúc liền và mặt của nó là lẫy của nó là lẫy trượt nhá, lẫy trượt cho nên là rất là dễ dùng các bạn. Đấy, rất là dễ dùng luôn. Đây. Đấy. Quá kiếp của nó rất là ngon lành. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá, đủ các mẫu mã cho các bác luôn. Đó, và bên em sẽ gửi ngẫu nhiên. Chỉ có 50k cho một con như này thôi. Bên em thanh lý được giá rất là tốt luôn. Đấy, các bác nghe cái tiếng khóa nó kêu này. Đấy. Nghe cái tiếng khóa nó kêu là các bác chất lượng rồi. Đây, chất da của nó thì siêu mềm luôn các bác này. Chất da của nó rất là mềm thì dùng nó rất là thích luôn. Lên cho em là thắt lưng thập cẩm nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 thôi, không thể tin nổi luôn nhá. Thắt lưng thập cẩm, giá sẽ là 50k. Thắt lưng thập cẩm này, đó. Thắt lưng thập cẩm, giá của nó sẽ là 50k cho một chiếc nhá. 50.000 một chiếc thắt lưng thập cẩm thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái vòng đá nhá. Đây, một cái vòng đá rất là đẹp như này. Giá sẽ là 35.000 cho một cái vòng đá như này các bác này. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là vòng đá nhá. Giá sẽ là 35k cho một chiếc vòng đá như này. 35k một chiếc vòng đá. Con này thì rất đẹp cho các bác sử dụng luôn, rất đẹp nhá. Và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Chỉ có 35.000 cho một chiếc vòng đá như này. Lên mã cho em là vòng đá. Rồi ok. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái chuông cửa nhá. Cái này để các bác dán ra ngoài cửa nhà mình, có khách đến thì là nó sẽ kêu. Và nó đơn giản vậy thôi. Các bác cắm cái cục chuông này vào nguồn điện ở trong nhà mình và các bác cắm cái này thì các bác dán ra ngoài cổng cho em. Có khách đến là họ bấm chuông. Thì bên em gọi nó là chuông cửa, giá sẽ là bao nhiêu? Chuông cổng nha, lên cho em là chuông cổng 145.000. Đó, chuông cổng. Giá của nó sẽ là 145k trong con chuông cổng như này. Đấy, 145.000 trong con chuông cổng như này. Đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn. Nó cũng khá là tiện ích luôn nhá. Lên cho em là chuông cổng đây. Các bác chỉ cần là cắm cái chuông này vào điện cho em này. Đấy, đây nha. Ở đây thì nó sẽ có sẵn pin biếc cho các bác hết rồi. Đây. Chuông này cắm vào trong nhà này. Đấy, sau đó thì bên ngoài mình bấm thôi. Đấy. Đấy các bác thấy không? Cái này gọi là chuông cổng các bác nhá. Đó. Đấy, rất tiện luôn các bác nhá. Giá sẽ là 145.000. Thì các bác cứ cái chuông này thì mình cắm vào trong nhà. Chuông này thì mình cắm vào trong điện lưới trong nhà thôi em. Còn cái nút bấm này thì các bác dán ở ngoài cổng nhá. Đấy, nó sẽ có sẵn miếng dán cho bác luôn. Đây, sẽ có sẵn miếng dán như này, các bác cứ dán ở ngoài cổng kia. Hoặc là bác nào thích bắt vít thì nó có cả lẫy cho cả ốc bắt vít đây. Giá sẽ là 145.000 nhá. Lên theo là chuông cổng 145.000. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên em về cho các bác cái mẫu quạt của bên em các bác nhá. Đó. Ok. Thì sẽ có cho các bác là hai dòng. Đấy. Và mỗi mẫu này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu nhá. Đấy, cái mẫu con Camel này thì nó sẽ có cho các bác là màu trắng và màu đen. Con Camel này thì có màu trắng màu đen các bác nhá. Còn cái con quạt đồng này thì sẽ có hai màu, đó là màu đồng và màu ghi xám này, màu đồng và màu ghi xám. Thì một là chọn màu, hai là bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên các bác nhá. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác, đây em sẽ test thử sản phẩm cho các bác xem luôn. Đầu tiên thì em sẽ test cho các bác cái con quạt màu đồng này nhá. Đấy. Nó sẽ có hai màu là màu đồng và màu ghi xám này. Đấy. Con bo mây nhá. Đấy đây. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là về nhà thì em gửi thì rời thì về nhà các bác lắp đặt nó cũng rất đơn giản thôi. Đấy, số 1 này. Đấy, có công tắc bật này các bác này. Đấy. Nó sẽ có số 1 đến số 5 và có công tắc đóng ngắt các bác nhá. Đó. Đấy, đây em đang bật đây, đang bật đây các bác này. Đấy. Đây em đang bật là số 5 nhá. Đấy, số 1 là mạnh nhất các bác nhá. Đấy. Đấy, số 5 là mạnh nhất các bác này. Đấy, đây. Có thấy không? Đây. Đó. Cầm nhanh cái này tí nào mình nào. Đấy, gió rất khủng khiếp luôn các bác nhá. Đấy. Thì đây, nó sẽ có một là có cái công tắc này. Công tắc này là chức năng luôn các bác nhá. Công tắc này là chức năng luôn này. Đấy. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là số 1, số 2, số 3, số 4, số 5 này. Thì các bác có thể tùy chỉnh nhá. Cái lưới này thì của nó là bằng thép và mạ màu vàng rất là đẹp luôn. Đó, đây. Số của nó đây, công tắc đây các bác có thể bật tắt này. Đấy.
gió rất mạnh luôn các bạn này. Đấy các bạn thấy chưa? Đấy, gió rất mạnh luôn. Đấy. Sức gió của nó rất là mạnh luôn. Đó. Các bạn thấy chưa? Đó, rồi ok. Đó thì con này của nó thì dây của nó là 100% là lõi đồng hết nhá. Thông số của nó đây. Rất nặng luôn các bạn, rất nặng luôn. Đây. Đấy, quạt mạnh mẽ này. Công suất của nó là 1400W, điện 220V này, 50Hz này các bạn này. Đó. Và có công tắc như này các bạn nhá. Đấy. Đây, sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị Huy Lâm. Đấy các bác nhá, nó rất chất lượng cho các bác luôn. Thì con này thì nó sẽ là 1.600.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Nhận hàng thì các bác cứ lắp ráp rồi bật thử, sau đó thì thanh toán tiền nhá. Đấy, và con này thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, một là màu đồng, hai là màu ghi nhá, màu ghi xám này. Đấy thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy. Các bác lấy nguyên màu đồng thì lấy, mà lấy màu ghi xám thì lấy nhá. Đó, con này thì sẽ là 1.600.000. Lên mã giúp cho em đó là, các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá, quạt đồng. Đấy thì có hai màu, quạt đồng này thì có hai màu, đó là màu đồng và màu ghi xám, các bác ấy muốn lấy màu nào lấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái con quạt của thương hiệu Camel nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em là quạt Camel. Đấy, tất cả thì đều sử dụng điện 220V hết. Đấy, con này thì của thương hiệu Camel này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là 4 số nhá. Đấy, con này thì cũng rất là mát luôn và có tốc năng sau đây. Đấy. Con này thì nó sẽ nhỏ gọn hơn một chút và cái giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Con này thì nó sẽ là hàng dân dụng bình thường. Còn con to này thì các bác có thể vừa dùng công nghiệp, cỗ bàn, vừa dùng gia đình được. Tại vì nó có 5 cấp số luôn, cho nên là các bác có thể dùng tùy theo nhu cầu của các bác nhá. Đấy, con này cũng rất là ngon luôn và gió rất là mát nhá. Đấy thì nó sẽ có số này là số mạnh nhất này, sau đó đến số 3 này, số 2 này, số 1 này. Đấy, và có hiện giờ nhá. Có hiện giờ đây, thì nói chung là cũng rất là tuyệt vời cho các bác sử dụng thôi. Đó, hàng của thương hiệu Camel của Nhật nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 450.000. Con này thì bên shop về nó sẽ có hai màu, màu đen và màu trắng. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy nhá. Giá sẽ là 450.000 cho một con quạt Camel như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là cánh bằng, tất cả là cánh đều bằng nhôm hết nhá. Con quạt đồng này thì cũng là cánh bằng nhôm này. Đấy. Quạt đồng là cánh bằng nhôm và con Camel này thì cũng là bằng nhôm luôn. Đấy, cánh bằng nhôm cho nên là nó rất là nhẹ và gió nó rất là nhiều và dùng nó không bao giờ bị lo bị vỡ cánh như là cánh nhựa nhá. Đấy. Dòng cánh nhôm này thì dùng cực kỳ là chất và ngon lành luôn. Đó thì giá thì con này sẽ là 450.000, bên em bao ship tận nhà nhá. Bao cho các bác là dây cuốn quạt đều là dây đồng hết nhá. Đấy, bao dây đồng các bác có thể kiểm tra. Đấy, bao dây đồng hết luôn. Đó, tất cả đều là dây bằng đồng nhá. Đấy. Con này thì nó sẽ nặng vào khoảng là vài cân thôi. Đấy, vào khoảng 3-4 cân gì đấy. Còn con này thì nặng lắm. Con này thì nó phải hàng cả đế điếc của nó, tất cả nó phải hàng chục cân, hơn chục cân nhá. Rất là nặng luôn. Đấy, con này thì rất là nặng luôn. Đó thì các bác lên mã giúp cho em đó là quạt đồng nhá. Quạt đồng thì có hai màu, màu đồng hoặc là màu ghi xám này. Còn con quạt Camel này thì sẽ có hai màu, màu đen và màu ghi. Thì các bác muốn lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó là các cái mẫu quạt của bên em. Rất mát luôn. Gió rất mát luôn các bác nhá. Đó. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop sẽ lên cho các bác một loạt các cái mẫu đồng hồ của bên em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em đã bao ship nhá. Các cái mã đồng hồ bên em thì đầu tiên em sẽ lên cho các bác các cái mã đồng hồ cơ trước nhá. Đồng hồ cơ thì đầu tiên nó sẽ là con đồng hồ cơ mã 66 nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 66 này. Đồng hồ cơ 66. Đây, hàng automatic tự động cho các bác luôn. Con này 100% lộ cơ nhá. Đồng hồ cơ 66. Con này thì giá của nó sẽ là 400 mấy em nhỉ. Lên cho em là đồng hồ cơ, hỏi hộ tí. Cơ 66, giá của nó sẽ là cơ 66 bao tiền đấy Phương ơi? 66 là 400. Giá của nó sẽ là 400k nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá của nó sẽ là 400k. Đó. 400k cho một con đồng hồ cơ 66 như này. Giá chỉ có 400.000 một con đồng hồ cơ thôi. Giá cực tốt cho các bác luôn. Đây. Đấy, automatic này, gắn đá rất là đẹp luôn nhá. Đó, tự động. Đây. Baijino, hàng của Nhật các bác nhá, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Made in Japan luôn các bạn này. Đấy, made in Japan luôn. Tem 7 màu luôn. Made in Japan. Đem mã giúp cho em là đồng hồ cơ 66, giá của nó sẽ là 400k. Đấy, tiếp theo thì
em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ La Mã nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là một dòng đồng hồ cơ và số của nó là số La Mã. Giá của nó sẽ là 470.000 cho một con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy, lên theo là đồng hồ cơ La Mã, giá sẽ là 470k nhá. 470k cho một con đồng hồ cơ La Mã như này. Đấy, con này của nó thì nó sẽ là hàng số La Mã nhá. Đấy. Bắt đầu cơ chuyển động là đồng hồ quay luôn, rất đẹp nhá. Mặt sapphire này, chống xước này. Đấy, đây của nó đây. Hàng rất chất lượng cho bác luôn. Đó. Lên theo là đồng hồ cơ La Mã nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000. Hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, đây. Đeo vào thì lên form lên dáng cực đẹp nhá. Lên form lên dáng cực đẹp. Đấy, màu vàng như này. Đấy, đồng hồ cơ này thì các bác phải có chuyển động thì nó mới chạy nhá. Đấy. Có chuyển động là nó chạy ngay các bác này, có chuyển động là nó chạy ngay. Đấy các bác thấy không? Đây. Lên theo là đồng hồ cơ La Mã nhá, cơ La Mã. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là lên theo là đồng hồ cơ La Mã này, giá sẽ là 470.000 thôi nhá, 470k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dạng đồng hồ cơ 88 nhá, đồng hồ cơ 88. Giá của nó sẽ là đồng hồ cơ 88, giá của nó sẽ là 500k. Đấy, 500k nhá. Lên cho em là đồng hồ cơ 88 này. Đây, con này thì anh em các bác lên cho em là đồng hồ cơ 88. Giá của nó sẽ là 500.000. Đấy, con này thì cũng độ chất của nó khỏi phải bàn rồi. Đó, độ chất của nó khỏi phải bàn rồi. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, automatic tự động hết. Đó, mặt sapphire. Đấy, có dây của nó này, dây của nó rất dày dẫn chắc chắn luôn. Giá của nó sẽ là 500.000 nhá, 500.000. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ cơ 88 nhá. Đấy, đồng hồ cơ 88. Đồng hồ cơ 88 nhá, giá của nó sẽ là 500k. Đấy, thì hiện tại bên shop sẽ có cho các bác là 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy nhá. 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đồng hồ cơ 66, đồng hồ cơ 88 và sẽ có cho các bác là bên em có 3 mẫu đồng hồ cơ như vậy nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ hộp đen này, đồng hồ hộp đen này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là một cái chân tháo như này, một viên pin và một chiếc đồng hồ như này. Con này thì nó sẽ là chạy bằng pin. Giá thì chỉ có cho các bác là 200 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá. Giá sẽ là 200.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác cho một con đồng hồ hộp đen như này luôn. Đó. Dây của nó thì là màu vàng như này, dây mặt màu vàng thép không gỉ nhá. Đó. Rất đẹp cho các bác luôn. Giá chỉ có 200 cành cho một con đồng hồ như này thôi. Rất đẹp, rất xịn sò các bác nhá. 200.000, bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hộp đen nhá, đồng hồ hộp đen, giá sẽ là 200k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đồng hồ Rolex nhá. Rolex, con này thì cũng nó cũng chạy bằng pin luôn. Đấy, đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Đấy, con này thì cũng rất là chất lượng và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 300.000 nhá. 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này. Đấy, đồng hồ Rolex này, có lịch báo các thứ đàng hoàng nhá, đồng hồ Rolex chạy bằng pin. Con này thì giá của nó sẽ là 300.000 cho một con đồng hồ Rolex như này nhá. Đấy, rất đẹp này. Mặt rất đẹp luôn các nhá. Đấy, đồng hồ Rolex giá sẽ là 300k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con đồng hồ SK nhá, đồng hồ SK. Đấy, con SK này thì đồng hồ SK này thì giá của nó sẽ là 260.000 và bên em cũng bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Hàng thương hiệu SK của Nhật nhá, đồng hồ SK. Rất đẹp các bác này. Đấy, rất đẹp. Có cả lịch, có cả ngày tháng luôn. Và mặt của nó là màu đỏ như này. Màu đỏ rất đẹp luôn. Đấy, và có cả cái lẫy xoay này các bác này. Cái này thì không biết là xoay làm gì thì về nhà các bác tự tìm hiểu nhá. Đó, có cả cái lẫy xoay như này. Đấy, xoay cái la bàn bên trong này này các bác này. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 260.000. Lên cho em là đồng hồ SK. Giá sẽ là 260.000 các bác nhá. 260.000 cho một con đồng hồ SK như này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đồng hồ thể thao nhá, đồng hồ thể thao. Giá thì sẽ là 80.000 à. Đây nó có cái lớp giấy dán này các bác này, giấy dán chống xước này. Đấy. Giá thì sẽ là 80k cho một con đồng hồ thể thao như này thôi. Có đèn báo này, có đèn báo sáng này. Đó, rất đẹp luôn. 80.000 cho một con đồng hồ thể thao như này. Hàng cực chất và giá hợp lý nhá. Bên em thanh lý được hệ thống siêu thị. Giá cực kỳ hạt rẻ hợp lý cho các bác luôn. 80k một con đồng hồ như này. Đấy, dây quai đeo có thứ cực kỳ hàm hố và chất lượng luôn. Đeo vào khẳng định đẳng cấp luôn các bác nhá. Đó, đồng hồ thể thao, giá của nó sẽ là 80.000. Tiếp theo thì cái mã đồng hồ dây da.
Thì bên shop có hai màu, màu đen và màu màu đen và màu nâu nhá. Đấy, màu đen màu nâu. Đấy, màu đen và màu nâu. Lấy anh cái màu đen tí nào. Có hai màu, màu đen và màu nâu. Lên mã giúp cho em đó là đồng đồng hồ dây da nhá, đồng hồ dây da. Đó, đồng hồ dây da nhá. Giá thì sẽ là 100.000 cho một con, à 50.000 cho một con đồng hồ dây da như này thôi. Giá siêu hạt rẻ luôn các bạn. 50.000 cho một con đồng hồ như này. Đấy, các bác đeo rất đẹp luôn. Đấy, đồng hồ đẹp, hàm hố nhá. Có cho các bác là hai màu. Đấy, có hai màu là màu đen và màu nâu. Lên cho em là đồng hồ dây da nhá. Có hai màu, màu đen và màu nâu như này các bác này. Màu đen và màu nâu như này. Hàng siêu đẹp, siêu chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là ưu đãi nhá. Đồng hồ dây da giá của nó sẽ là 50.000 thôi. Các bác không nghe nhầm đâu. 50.000 cho một con đồng hồ dây da như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mẫu sản phẩm đó là cái đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP đây. Thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là hai mẫu. Đấy, hai mẫu. Hàng này thì nó sẽ là hàng chạy bằng pin nhá. Hàng chạy bằng pin. Có hai màu như này. Đấy, màu vàng và màu bạc. Thì các bác lên cho em đó là đồng hồ VIP nhá. Đồng hồ VIP có hai màu, màu vàng và màu bạc. Giá thì chỉ có cho các bác là 150.000 thôi. 150.000 cho một con đồng hồ VIP như này. Có hai màu, màu vàng và màu bạc nhá. Đấy, các bác muốn lấy màu nào thì màu lấy, thì lấy màu nào thì lấy các bác nhá. Đó, màu đồng hồ VIP. Con này thì các bác lên cho em là đồng hồ VIP. Giá của nó sẽ là 150.000 cho một cái mẫu đồng hồ VIP như này. Đồng hồ VIP 150.000. Đó, giá cực kỳ ưu đãi cho các bác luôn. Đó, đấy là tổng thể các cái mẫu đồng hồ của bên em. Các bác có thể xem tham khảo và lựa chọn để mua cho mình và cho đại gia đình nhà mình các bác nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm hàng của Hàn Quốc nhá, Made in Korea này. Made in Korea, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Một hộp này của nó là 100 gói nhá. Đấy, 3 gram nhân với lại 100 gói. Hàng này thì nó sẽ là hàng trà sâm của Hàn Quốc nhá. Trà sâm của Hàn Quốc, một hộp này sẽ là 100 gói các bác. Một hộp này là 100 gói luôn, 100 gói và giá sẽ là 240.000 nhá. 240.000 cho một hộp này. 240.000 cho hộp này và một hộp này là 100 gói, tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây là cái dòng trà sâm cô đặc các bác nhá. Đấy, trà sâm cô đặc như này đây các bác này. Đấy, đây nó sẽ là dạng trà sâm cô đặc như này. Thì cái này các bác dùng rất là thích luôn. Đấy. Ví dụ các bác đi tàu đi xe này, hay bị say tàu say xe, hoặc là các bác mà bị yếu này, mệt này, đi làm về vất vả này, các bác cứ hòa ra cho em một gói này. Đấy, hòa ra cho em một gói này mình uống theo nước này, hoặc là các bác có thể dùng mình ăn trực tiếp luôn. Các bác lái xe, đấy đi tàu xe, đấy. Thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, rất là thích luôn. Hương vị sâm của Hàn Quốc nhá. Đấy, sâm của Hàn Quốc đây. Đấy. Korea các bác đây. Đấy, Korea, hàng của Hàn Quốc nhá. Made in Korea hẳn hoi nhá. Hàng chính hãng của Hàn Quốc luôn. Các bác yên tâm sử dụng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 240.000. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Trà sâm này. Đấy. Trà sâm, giá của nó sẽ là 240.000 cho một hộp này nhá. 240.000 cho một hộp này. Và bên em bao ship tận nhà cho bác luôn. Korea này, Hàn Quốc này. Đó, Hàn Quốc. Made in Korea nhá. Đây, Made in Korea đây. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Một hộp này là sẽ là 100 gói nhá. Một hộp này 100 gói, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Thoải mái cho bác sử dụng luôn đây. Made in Korea này. Một hộp này của nó là 100 gói, tem chống hàng giả riết đàng hoàng các bác nhá. Các bác yên tâm sử dụng. Đó, rất chất lượng cho bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Trà sâm, giá sẽ là 240.000. 240.000 cho một hộp 100 gói trà sâm như này. Đấy, đây các bác này. Đấy. Rất ngon lành cho các bác luôn. Đó, trà sâm nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái đồng hồ cơ La Mã nhá. Đây nó sẽ là cơ màu vàng như này và số La Mã rất là đẹp luôn. Con này 100% là lộ cơ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 470.000. 470.000 cho một con đồng hồ cơ như này. 470.000 thôi các bác nhá. Cái này thì bên em lên nhiều video rồi, em lên nhanh thôi. Đồng hồ cơ La Mã 470.000, hàng siêu đẹp cho các bác luôn. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác con đồng hồ cơ, con này là bao nhiêu? Đồng hồ cơ 66 nhá. Đồng hồ cơ 66. Con này thì giá sẽ là 400.000 nhá. 400.000 cho con đồng hồ cơ 66 như này. Các bác lên cho em là đồng hồ cơ 66, giá sẽ là 400.000. Đều là hàng lộ cơ hết nhá. Hàng lộ cơ siêu đẹp cho các bác luôn. Đấy, con này thì sẽ là 400.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái keo vá tường nhá. Các cái phần tường của nhà mình mà bị bong chốc nứt nở này. Đấy thì các bác dùng cái này cho em. Mình bôi lên các cái bề mặt mà bị bong chốc nứt nở các bác này. Đấy. Bong chốc nước nở thấm rột các bác bôi lên đi, rất tiện ích luôn.
giá thì chỉ có 40k thôi. Đây các bạn này. Đấy. Ví dụ như cái này nó đang bị trẻ con nó vẽ bậy lên này. Đấy các bác chỉ cần tô lên này cho em thôi. Đấy là nó sẽ cùng màu luôn nhá, cùng màu với màu tường nhà mình luôn. Rất đẹp, rất sạch sẽ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác mã sản phẩm, đó là cái bình voi nhá. Đây. Con bình voi như này. Đấy. Bên shop về thì nó sẽ là một con bình voi rất là đẹp như này các bác này. Đấy, một con bình voi rất là đẹp như này. Giá sẽ là 160.000 con bình voi này nhá. Con này thì nó sẽ có sẵn ống hút cho bác luôn, có ống hút và ống hút tự động bật lên luôn. Đấy các bác chỉ cần lắp cái đầu ống hút đi vào cho em này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có hai đầu nhá. Một đầu cứng như này và một đầu mềm. Cái đầu mềm này thì các bác cho xuống dưới đáy nha. Đầu mềm này cho xuống dưới đáy này. Đấy là nó sẽ tự nó sẽ đẩy lên. Đấy các bác đẩy nắp vào này cho em này. Đấy, và khi nào các bác bật ra này. Đấy, bật ra này. Đấy các bác bật ra là nó sẽ hút được thôi. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000, lên mã giúp cho em là bình voi nhá. Bình voi 160.000. Con này thì dung tích của nó sẽ là 1,3 lít nhá. 1,3 lít 160k cho con bình voi như này. Quay sách chiếc rất là tiện, các bác có thể dùng để đi học đi làm này. Đấy, và ưu điểm của con này là các bác không cần phải mở nắp nhá, không cần phải mở nắp, mình chỉ cần bật ra như này là mình uống được luôn, nó rất là tiện nhá. 160.000. Tiếp theo thì các bác lên cho em là cái băng dính trong hai mặt nhá. Băng dính trong hai mặt. Cái này các bác có thể dùng để mình dính ổ điện này hoặc là dính các cái thiết bị khác đều ok hết nhá. Dính ổ điện, dính thiết bị được. Mình dính rất là đa tính năng luôn và nó khá là dính nhá. Đây, độ bám dính của nó rất là tốt này. Đấy. Hai mặt luôn. Các bác bóc ra mình dính đây. Đấy, mình dính ổ điện này hoặc là dính các cái vật thể khác đều ok hết nhá. Đều ok hết. Kể cả các bác dính dưới nước cũng ok luôn. Đây. Đấy, rất là dính này. Độ bám dính của nó rất là tốt luôn các bác thấy không? Đó. Lên thì là băng dính trong hai mặt, giá thanh lý cho bác cái giá đó là 20k một quận này thôi nhá. 20.000 cho một quận băng dính trong hai mặt này. Giá thanh lý cực tốt cho bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là khò ga nhá, khò ga. Các bác lên cho em là khò ga trắng nhá, khò ga trắng. Đấy. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn 40.000 thôi. 40k cho một con khò ga trắng như này nhá. 40k cho một con khò ga trắng như này. Lên mã cho em là khò ga trắng này, đánh lửa tự động nhá, đánh lửa tự động. 40k cho con khò ga trắng như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao nhá. Đây, dao thì con này nó sẽ là một con dao gọt này, con dao gọt. Con này thì siêu bén cho các bác luôn, dao gọt siêu bén luôn. Đấy, Asaka Japan này. Con này thì giá sẽ là 40k nhá, 40k. Chiều dài khoảng 20cm và rất là sắc luôn. Hàng của Nhật nhá. Đấy, giá của nó sẽ là con này thì các bác lên cho em là dao gọt nhá. Đấy, dao gọt gỗ nhá, gọt gỗ. Đấy, gọt gỗ. Giá của nó sẽ là 40k cho con dao gọt gỗ như này. Con này thì các bác lên cho em là thái gỗ nhá. Đấy, thái gỗ. Thái gỗ giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k cho con thái gỗ. Thái gỗ 80.000. Đấy, 80.000 một con dao Nhật cực kỳ sắc bén như này, các bác yên tâm sử dụng thôi. Rất là sắc các bạn. Đấy, rất sắc luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn ngủ đuổi muỗi nhá. Đấy, con này thì nó vừa là đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn, vừa đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn. Đấy, vừa đèn ngủ vừa có chức năng đuổi muỗi luôn. Các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong. Đó. Vừa đèn ngủ vừa chức năng đuổi muỗi, lên cho em là đèn ngủ đuổi muỗi. Giá của nó sẽ là 45k nhá. 45.000 cho một con đèn ngủ đuổi muỗi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái trị hắc lào long ben nhá. Đấy, cái này chuyên trị hắc lào long ben, nấm ngứa, kẽ chân tay, hắc lào long ben, nấm ngứa, kẽ chân tay, các bác bôi vào đều khỏi hết nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 20.000 thôi. 20k cho một cái hộp hắc lào long ben như này nhá. Lên cho em là hắc lào long ben. Giá sẽ là 20k cho một típ như này, 20.000 cho một típ như này. Đấy, và tiếp theo thì cái bộ bộ nồi 5 món này. Đấy, bộ nồi 5 món như này, giá sẽ là 140.000. 140.000 cho cái bộ nồi 5 món này các bác này. Đấy, 140k nhá. Đấy, ở đây thì nó sẽ là nồi nào vung đấy các bác, nồi nào vung đấy. Đây, bộ nồi 5 món nhá. Độ dày của nó thì vừa phải thôi, nhưng mà nó sẽ là đầy đủ combo nồi nào vung đấy nha. Đấy, nồi nào vung đấy thì các bác dùng rất là tiện. Để mình chế biến đồ ăn đồ uống không dùng nữa thì mình lại chồng vào nhau, mình bỏ vào tủ lạnh nhá. Chồng vào nhau mình bỏ vào tủ lạnh cho. Rất là tiện luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 140.000 thôi. 140.000 cho một cái bộ nồi 5 món như này, bao gồm cho các bác là 5 chiếc luôn. 5 chiếc có vung đậy như này. Các bác có thể đều chồng với nhau. Đấy, hoặc là để vào nhau luôn. Gia đình có cỗ có bàn các bác dùng rất là tiện luôn nhá. Đấy, bộ nồi 5 món như này. Đấy, giá thì sẽ là 140.000 nhá. Bộ nồi 5 món 140k.
kích thước của nó thì sẽ là 16, 18, 20 hay 24 thôi nhá. Đấy, to nhất là 24 và nhỏ nhất là 16 thôi nhá. Rồi, ok. Hello chào các bác, hôm nay thì bên shop thanh lý cho các bác một số cái lô nước hoa. Nước hoa thì đây. Dòng này nó sẽ là nước hoa chiết các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là nước hoa chiết thì nó sẽ có cho các bác là rất là nhiều thương hiệu. Rất là nhiều thương hiệu. Dior này, Chanel này, rồi Dior, Chanel thôi nhá. Đấy, cơ bản thì nó sẽ là có là Dior, Chanel và Men Sexy này. Đấy, Men Sexy, Sexy Men. Đó. Đấy thì nó sẽ có các cái mẫu cơ bản như vậy nhá. Dior, Chanel, Sexy Men rồi giò này, giò. Đấy. Thì nó sẽ là dòng nước hoa chiết như này. Thì bên em bán theo kiểu là thanh lý cho các bác thôi, bán thanh lý cho các bác nhá. Đấy. Bên em bán thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ tốt luôn, giá rất là tốt cho các bác nhá. Đấy thì đây em sẽ bóc thử cho bác xem này. Hàng này thì bên em thanh lý được trong các hệ thống siêu thị với nhá. Nó sẽ là dòng nước hoa chiết như này. Nước hoa chiết lọ của nó thì nó sẽ là một lọ này của nó là 20ml các bác nhá. Đều là một lọ này là 20ml các bác này. 20ml các bác này. Đấy. Rất là thơm luôn. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu nhá. Mùi thơm dịu nhẹ dễ chịu, rất là ngon lành cho các bác luôn. Thì các bác lên mã giúp em đó là nước hoa chiết nhá, nước hoa chiết. Đấy. Thì bên em sẽ bán combo nhá, bán combo cho các bác. Đấy, bán combo cho các bác hoặc là thôi bán lẻ cho các bác dễ mua, bán lẻ. Đấy thì nó sẽ có là giò là một này, giò là một này. Chanel là hai này. Đấy, giò là một, Chanel là hai. Giò là một, Chanel là hai. Sexy Men là ba. Đấy và đây. Cái này là Sexy Men này, Sexy Men này, giò này. Đấy. Rồi Dior, Chanel, Dior, Chanel. Đấy, có 4 năm thương hiệu như vậy nha. Đấy, có 4 năm thương hiệu, có cả Boss nữa này. Có cả Boss nữa. Đấy, thì nó sẽ là 4 năm thương hiệu như vậy nha. Boss này, đấy, Chanel cái này thì cũng giống nhau thôi. Đấy, nó có 4 năm thương hiệu như vậy. Thì bên em sẽ nếu mà đây, bên em sẽ bán với cái giá là 20.000 nhá. 20.000 cho một lọ như này. 20.000 cho một lọ nước hoa như này thôi. Giá nước hoa chiết, giá thanh lý cho bác 20.000. Nếu bác nào mua đủ mẫu 5 lọ thì bên em sẽ tặng một lọ là 6 lọ nhá. 1 2 3 4 5 6. 6 lọ này, đấy. Mua 5 thì sẽ là tặng 1, còn lại là bán lẻ thì sẽ là 20.000 cho một lọ như này. Thì nó sẽ có là Dior là 1 này, Sexy Men là 2 này. Chanel là 3 này. Đấy, Chanel là 3 này. Rồi đây, đấy. Giò là 4 này. Đấy, rồi Boss là 5 này. Đấy, nó sẽ có cơ bản là khoảng 5 loại như vậy nhá. 5 loại như vậy. Còn lại là nói chung là không có thì là bên em sẽ gửi ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy là nước hoa chiết nhá. Các bác lên cho em là nước hoa chiết nhá. Nước hoa chiết, giá của nó sẽ là 20k một lọ. Đấy, nước hoa chiết này, lên cho em là nước hoa chiết. Nước hoa chiết nhá. Hàng này hàng 20ml hoa chiết, 20k trên một lọ như này. Và mua 5 thì sẽ là được tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. 20.000 một lọ, mua 5 tặng 1. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi của thằng nó sẽ là cái thằng. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái túi dép nhá, túi dép thì này cắt anh cái này cho tí này. Túi dép thì bên shop về bỏ cả cái cúc vào đây. Nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu. Đấy, túi dép như này. Đấy, một con túi dép rất là ngon như này. Nó sẽ có cho các bác là một ngăn to này. Một ngăn to này thì sẽ là có khóa kéo này. Tắt cái gì được trước đi. Một ngăn to có khóa kéo này. Đấy, một ngăn to có khóa kéo như này. Một ngăn nhỏ bên ngoài. Đấy, và nắp đậy đây. Đấy, ngăn này có nắp đậy như này. Thì nó sẽ là hai ngăn. Có dây đeo như này nhá. Dây đeo bản to cho các bác luôn để đeo không sợ bị không sợ bị trượt nhá. Đấy, không sợ bị đau va. Đó. Có hai màu. Cái số về nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu nâu. Màu đen và màu nâu như này. Đấy, hai màu, màu đen và màu nâu. Túi hàng của thương hiệu dép này. Hai màu, màu đen và màu nâu. Hàng máy trần cực kỳ kỹ luôn. Đường kim mũi chỉ. Đây, em đo kích thước cho các bác xem. Chiều cao của nó là 30 nhá. Cao 30. Chiều ngang của nó là 25 nhá. Và bản rộng thì vào khoảng là 5-7cm. Lên mã giúp cho em đó là túi dép nhá. Túi dép. Đấy, túi dép thì sẽ có hai mẫu như này. Lên cho em là túi dép này. Đấy. Túi dép. Túi dép nhá. Đấy. Túi dép nó có hai mẫu, có hai màu, màu đen và màu nâu. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất tốt luôn, chỉ có 95k thôi. 95.000 cho một con túi dép như này nhá. 95.000 cho một con túi dép như này. Giá cực kỳ là dễ mua các bạn.
giá cực kỳ dễ mua cho các bác luôn. Đây mã giúp em là túi dép, giá sẽ là 95k một con nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bộ cúc này. Một cái bộ cúc như này. Đấy, bao nhiêu tiền nhỉ? Giá của nó thì đây, đấy, một bộ của nó thì sẽ là đây. Một bộ của nó là đầy đủ như này nhá, đầy đủ như này, và ví dụ như là cúc quần, cúc áo này các bác nó có sẵn cho các bác một con vít luôn. Đấy thì các bác rất đơn giản, không cần phải khâu vá nhiều. Chỉ cần là đặt vào quần thôi, đặt vào quần và áo này, sau đó thì mình bắt cho em cái vít này vào là xong. Đấy. Nó sẽ có cái ốc vít như này. Đấy, có cái ốc vít như này nhá. Đấy. Các bác chỉ cần đặt vào đây, xoáy ốc vào cho em là xong này. Đấy, đặt vào các bác xiên vải qua, sau đó thì xoáy vít vào cho em là xong. Đó, xoáy vít vào là các bác đã có một cái cúc quần, cúc áo rồi, rất tiện lợi luôn. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là cái này là cái gì, tên nó là cái gì? Hả? Lên mã giúp cho em là khuy cúc nhá, khuy cúc, giá sẽ là 40k cho một hộp như này. Một hộp này thì phải đến vài chục chiếc đấy, nói chung là mua một hộp này là dùng cả đời luôn. Hộp này là dùng cả đời luôn nhá. Lên mã giúp cho em đó là khuy cúc nhá. Đấy, khuy cúc giá sẽ là 40k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là khuy cúc này. Giá sẽ là 40k cho một hộp như này. Nhiều lắm, các bác dùng tha hồ thoải mái luôn. Đấy, dùng trọn đời cho em luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất hợp lý rồi. Lên mã giúp cho em đó là khuy cúc, giá sẽ là 40k. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Hôm nay thì bên shop về cho bác cái bộ dao Đức này. Đấy. Bộ dao Đức, hàng thương hiệu Winling của Đức nhá. Khi các bác nhận được hàng thì hàng nó sẽ nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Giá thì hàng đợt này về cho bác giá cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên cho em là bộ dao Đức, giá sẽ là 750.000 nhá. Đấy, bộ dao Đức này. Đấy. Lên cho em là bộ dao Đức nhá. Bộ dao Đức giá thì chỉ có 750k thôi. 750.000 và bao ship đến tận nhà cho các bác luôn cho một bộ dao như này. Khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cái giá đỡ như này nhá. Giá đỡ bằng inox 304. Dày dẫn chắc chắn, sáng bóng đẹp. Đấy, inox 304, hàng thương hiệu Winling hay hình người này. Tiếp theo là nó sẽ đến bộ dao thì nó sẽ bao gồm cho các bác là sản phẩm đây. Đấy, nguyên đai nguyên kiện trong hộp như này. Hàng này nó sẽ là hàng mới tinh chưa qua sử dụng nhá. Bộ dao đây. Đấy. Tem mát các thứ đàng hoàng này. Đấy, tem mát các thứ đàng hoàng, rất chất lượng cho bác luôn. Đầu tiên nó sẽ là một con kéo cắt gà này, một con kéo cắt gà như này. Đấy. Con này thì cắt gà, cắt cá, thực phẩm thức ăn đều ok hết nhá. Con kéo cắt gà này. Con kéo gà này thì đấy, đây nó sẽ là một con kéo cắt gà như này, rất dày dẫn chắc chắn. Đây, rất dày dẫn chắc chắn như này nhá. Đó, một con kéo cắt gà này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con liếc mài này, liếc mài nhá. Liếc mài này thì các bác phải dùng cho em là từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài. Đấy, từ 3 đến 5 năm thì mình mới phải mài, dao nó rất là bén. Tiếp theo là một con dao dao gọt này, đây, con dao gọt như này. Đấy. Một con dao gọt như này các bác nhá. Đấy, con này dài khoảng 20 cm. Winling đây. Winling made in Germany đây các bác nhá. Đó, made in Germany. Đó. Tiếp theo là đến một con dao một con dao Thái này. Đấy, hàng siêu bén cho các bác luôn. Đây, đấy các bác theo. Dọc tách cả cái bóng này là các bác biết rồi. Hàng rất bén luôn. Một con dao Thái này. Đó, một con dao Thái như này. Đó. Thì các bác cho đây kia. Đó. Tiếp theo nữa là đến một con dao dao chặt thì nó sẽ có hai con nhá. Một con bản dày và một con bản mỏng. Đây. Một con bản dày, một con bản mỏng như này. Đó, một con bản dày, một con bản mỏng. Bỏ vào đây kia. Đó. Đây. Đấy, rất vừa xinh luôn các bác nhá. Đó, combo cho các bác luôn. Bao gồm cho các bác là 4 con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ nhá. 4 dao, một kéo, một liếc, một giá đỡ. Đó. Combo cho các bác một cái bộ dao như này. Đấy, bây giờ nếu các bác mua nguyên cái giá đỡ này thôi đã phải mất tầm khoảng 150.000 rồi, 150.000 cho một cái giá đỡ như này rồi. Đấy, 150.000 cho một con giá đỡ như này rồi nhá. Đấy, thế mà combo cho các bác là bao gồm là 4 dao này. Đấy, 4 dao. Đây. 4 con dao như này. 4 con dao như này nhá. Đấy, 4 con dao, một kéo, một liếc và một giá đỡ, combo cho các bác. Giá chỉ có cho các bác là 750.000 thôi nhá. 750.000. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ dao Đức nhá, 750.000. Giá đã bao gồm phí ship cho các bác luôn. Hàng này nó rất là nặng, nguyên phí ship không nó mất 50.000 rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn LED trợ sáng nhá. Đây. Đấy, các bác lên cho em là đèn trợ sáng này, có ốc áp các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Ốc vít các bác đầy đủ cho các bác này, ốc bắt vít điếc đầy đủ, về nhà các bác bắt trực tiếp vào cái thiết bị của mình cho em. Đây, bắt vít vào đây. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng nhá. Giá sẽ là 40.000. Con này thì về nhà nó sẽ là đèn bi cầu lồ như này, rất sáng luôn. Về nhà các bác đấu vào ắc quy cho em, đấu vào bình ắc quy cho em là xong nhá. Đó. Bác đấu trực tiếp vào bình ắc quy cho em. Đấy, thì mình lắp vào xe máy hoặc xe đạp điện đều ok hết nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng. Giá thì cũng cực kỳ là ưu đãi cho các bác thôi. Giá rất ưu đãi nhá, 40.000 thôi. Đấy, lên mã giúp cho em đó là đèn trợ sáng, giá sẽ là 40k nhá. 40k cho con đèn trợ sáng như này.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái bàn chải nhá. Đấy, bàn chải quần áo này. Đấy, lên theo là bàn chải quần áo. Giá thì sẽ là 15k cho một con bàn chải quần áo như này nhá. 15.000 một chiếc thôi. 15.000 chiếc bàn chải quần áo như này. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ rửa này, quần áo và các thiết bị khác đều ok hết nhá. Đấy, 15k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái khóa chống trộm. Khóa chống trộm nhá. Con này thì nó sẽ là có còi hú cho các bác luôn. Đấy. Nó sẽ có còi hú này. Khi các bác sử dụng thì là cái còi hú nó sẽ kêu. Đây con này. Đấy, đây con nhá. Đó, đây. Đây các bác đảo chiều này cho em là còi nó sẽ kêu này. Đấy, rút ra này. Đấy, khi các bác dùng thì nếu mà các bác không muốn dùng chống trộm, chức năng chống trộm thì các bác dùng bình thường cho em. Còn nếu mà các bác muốn dùng chức năng chống trộm thì các bác đảo chiều đi cho em nhé. Đấy. Khóa chống trộm như này. Đấy, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Hàng đa di năng cho các bác luôn nhá. Đấy, đa di năng luôn. Giá thì rất hợp lý cho các bác rồi. Đây một con khóa chống trộm như này. Giá chỉ có cho các bác là đi các bác sử dụng thì cái bên này nó sẽ là cái khóa bình thường nhá. Còn các bác muốn đảo chống trộm thì các bác đảo đi cho em, đảo đi như này. Đấy, đảo đi như này. Đấy, rút chìa ra này. Đó. Có người động vào nó sẽ kêu các bác nhá. Đấy. Nó sẽ hú này luôn. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Còn các bác muốn khóa bình thường thì các bác lại đảo chiều đi, đảo chiều đi nó sẽ là một khóa bình thường. Còn các bác muốn chống trộm thì các bác cho cái chiều này cho em. Đó. Đấy, có người chạm vào nó sẽ hú này. Đấy. Rất tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là khóa chống trộm nha các bác nhá. Đó, kêu rất là to luôn. Kêu rất to luôn. Các bác lên cho em là khóa chống trộm nhá, khóa chống trộm. Giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác là sản phẩm đó là cái túi táo khô nhá, táo khô. Đấy, hàng thì nó sẽ là nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện như này. Đó. Quả to đều đẹp nhá. Giá thì chỉ có 70k thôi. Lên mã giúp cho em đó là táo khô, giá sẽ là 70k cho một bịch táo khô như này nhá. 70k cho bịch táo khô như này. Dòng này thì các bác có thể dùng để ăn trực tiếp này, hoặc là dùng để mình ngâm rượu này. Đấy, ăn trực tiếp hoặc là mình ngâm rượu, hoặc là mình hãm nước uống đều ok hết nhá. Lên cho em là táo khô, giá sẽ là 70k trong bịch như này nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ô tô đồ chơi nhá. Đây. Ô tô đồ chơi dành cho trẻ em, một hộp này của nó thì sẽ bao gồm cho các bác là đây, đầy đủ một hộp như này. Đấy, nó vào khoảng là 30 cái nhá. Một hộp này khoảng 30 chiếc luôn, 30 chiếc. Đó, và dòng này của nó sẽ là dòng cót nhá, dòng cót. Đấy, thì ô tô cót như này, dùng nó rất là tiện thì các bác có thể dùng cho các em nó vui chơi, đấy, thích sáng tạo. Đấy, mua về thì tất cả lớn bé đều chơi được hết nhá, rất là tiện luôn. Lên cho em là ô tô đồ chơi, giá của nó sẽ là 80k cho một hộp như này nhá, 80k cho một hộp như này. Bao gồm cho các bác là 30 chiếc luôn, thoải mái luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đuôi đèn cảm ứng nhá. Đấy, các bác lên cho em là đuôi đèn cảm ứng, giá thì sẽ là 55.000. 55k cho con đuôi đèn cảm ứng như này. Thì nó về nhà thì có ốc vít thì được các bác bắt vào tường cho em này. Đấy, sau đó thì các bác bắt bóng vào đây, đấu điện vào. Đấy, và có chế độ là sáng ban ngày ban đêm hay là sáng 24 giờ. Đó, và có chế độ điều chỉnh thời gian, nói chung là có người đi đến thì nó sẽ sáng và không có người nữa thì nó sẽ tắt, nó rất là tiện. 55.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sạc ắc quy. Thì con này nó sẽ là sạc được bình của nó là 12V nhá. Đấy, 12V. Con 12V này thì sẽ là con 12V này thì sẽ là 190k nhá. Còn con cả 12 cả 24 này thì con 12 24 này thì sẽ là 290.000 và bao ship. Đó, thì có hai mẫu như này. Một mẫu là sạc bình nguyên 12V, còn một mẫu là sạc cả 12 cả 24. Con này thì ngoài tính năng là sạc nhanh này, rồi khử xung phát này, chống đảo chiều các kiểu con là điều luôn. Thì nó rất là tiện cho các bác sử dụng đây. Đấy. Hàng này thì xuất đi nhiều nước nhá, Anh, Pháp, Mỹ, châu Âu luôn. Đó. Khử xung phát, chống đảo chiều có hiện giờ các thứ đầy đủ cho các bác luôn. Nó là dòng sạc ắc quy thông minh. Bây giờ không ai người ta dùng cái sạc truyền thống nữa. Các bác cứ dùng cái sạc thông minh này cho em. Đấy, nhà các bác đi xe đạp điện các thứ thì mình cũng dùng con này nó cũng rất là tiện nhá. Đấy, để sạc ắc quy thường này hoặc là xe đạp điện các thứ đều ok hết nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái áo mưa choàng nhá, áo mưa choàng. Đấy, nó sẽ có mấy màu như này, có màu xanh, có màu màu nâu này, đấy, màu đỏ đậm này. Đó, giá thì sẽ là 100k cho một con áo mưa choàng như này nhá, 100.000 một chiếc. Đây, có cả kính chắn các thứ đồng hành như này luôn, một con áo mưa choàng như này, 100.000. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó bán cho bác khoảng 150 đến 200 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nó sẽ là cái khăn tắm của Hàn Quốc nhá. Đây, khăn rất là to dày dặn chắc chắn cho các bác luôn, khăn to dày dặn chắc chắn. Kích thước của khăn thì nó sẽ là một chiều là 70 và một chiều là 1m4. Hàng to khổng lồ luôn các bác nhá, to khổng lồ luôn. Đây các bác này. Đấy, hàng to khổng lồ như này, một chiều 70 một chiều 1m4. Chất bông của nó thì mềm mịn, thấm hút nước tốt. Đấy, con này dùng rất là thích luôn. Các bác có thể mua về để mình dùng làm khăn tắm rất là tiện, hoặc là các bác có thể dùng để mình lau rửa ô tô các thứ cũng rất là ok. Đấy, thì các bác dùng đa di năng luôn.
giá thì chỉ có 40 cành thôi. Lên mã giúp cho em đó là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Giá sẽ là 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này. Đấy, 40k cho một cái khăn tắm Hàn Quốc như này các bác nhá.